Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 41. Luyện nó thành kiếm nô, chắc là được chứ. Kiếm Linh nhìn thoáng qua mắt bạc, gật đầu. Thấy thế nụ cười ở khóe miệng Dương Diệp càng rõ hơn. Có con kiếm, nô con đại bàng này, sau này đừng hòng có người có thể đánh lén hoặc mai phục hắn. Hơn nữa thực lực của con đại bàng này cũng mạnh mẽ, sau khi luyện thành kiếm nô còn là một sự trợ giúp lớn. Một công đôi việc. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra hai viên đá siêu năng lượng bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lúc trước đánh một trận, hắn cảm giác sắp đột phá rồi. Lúc này cảnh giới của hắn đã đạt được một giới hạn mới, có áp chế kiểu gì cũng không áp chế nổi, nếu đã không áp chế được vậy thì tấn thăng đi. Vùng đất hoang tàn. Nhân chủ, đã mất liên lạc với con đại bàng. Không sao. Có cần tiếp tục phái con đại bàng thần nhãn đi theo dõi nữa không? Không cần, có phái nữa cũng chịu chết thôi. Khó lắm mới thu hoạch được con đại bàng, đừng nên lãng phí vào Dương Diệp nữa. Truyền lệnh của ta, phàm là kẻ giết được Dương Diệp sẽ thưởng cho 8.000 viên đá năng lượng lệ cấp, 3 quyển huyền kỹ thiên cấp, 3 quyển huyền bảo thiên cấp, ngoài ra còn có thể trở thành thành chủ của một thành vực với 5 triệu nhân khẩu. Còn nữa, phái người thông báo với cung bách hoa của Nam Vực, cứ nói nếu bọn họ muốn báo thù thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Mặt khác thông báo cho các tông môn lớn và hai an gia, nói cho bọn họ biết kẻ nào giết được Dương Diệp, sau này thu phục được Nam Vực, tất cả những nơi có linh khí dồi dào của Nam Vực đều ưu tiên cho người giết được Dương Diệp lựa chọn. Rõ. La Tuấn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đi tới cạnh cửa, nhìn trượng bên ngoài tầm mắt của hắn ta hoàn toàn mông lung, nhìn khu vực mông lung này, sắc mặt La Tuấn nghiêm trọng. Bởi vì phía sau khu vực này chính là di tích của Lưu Vân Thánh Giả. Trong đó ngoài truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả ra thì còn có Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ, ha ha. Dương Diệp mở hai mắt ra khẽ nhếch miệng, một ngụm khí độc từ miệng hắn phun ra. Cảnh giới linh giả tứ phẩm, ha ha, ta lại tiến lên một bước. Dương Diệp cười ha hả, sau đó nhìn Kiếm Linh trước mặt hắn, Kiếm Linh khẽ gật đầu, vung tay phải lên, con đại bàng kia xuất hiện trước mặt hắn, tinh thần lực của Dương Diệp chui vào chân mày của con đại bàng. Nửa khắc sau, trên bầu trời có thêm một đôi mắt của Dương Diệp. Đôi mắt này vượt ra khỏi dữ liệu của Dương Diệp, bởi vì hắn phát hiện đôi mắt này lại có thể nhìn thấy rõ mồn một tất cả mọi thứ trong phạm vi 500 dặm, cho dù là một con giun con dế, đôi mắt này cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến lúc trước bị một cặp mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, Dương Diệp không khỏi rùng mình một cái. Có điều vẫn may, bây giờ đôi mắt này là của hắn rồi. Người nên lo lắng không phải hắn mà là những kẻ muốn đến giết hắn kia. Dương Diệp cười ha hả, cửu u kiếm vũ phía sau chợt lóe lên một cái, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vực, Trường Hà Quán Nhật, một nơi trên đỉnh núi, một nam tử tóc dài xõa vai nhảy bật lên, trường thương trong tay như một vầng mặt trời chói chang, mang theo ánh sáng màu vàng rực rỡ nhức mắt, mạnh mẽ lao xuống phía dưới. Trường thương mang theo một cái đuôi màu vàng óng dài vài trường. Giống như một sao chổi từ trên trời giáng xuống, bắn mạnh về phía một con hổ màu trắng lớn như một ngọn núi nhỏ. Gào! Con hổ lớn ngửa đầu giận dữ thét lên một tiếng, hai móng chợt cào đất, toàn bộ ngọn núi kịch liệt rung lên, mà bản thể lại phóng người nhảy lên, móc lấy cây trường thương kia. Hai bên vừa mới tiếp xúc, con hổ trắng kia đã bị trường thương cắm vào người, lập tức bị trường thương cắm rơi xuống mặt đất. Trường thương mang theo hổ trắng rơi xuống đất, lập tức toàn bộ sườn núi ẩm ẩm vỡ ra, vô số bụi đất mù mịt bầu trời. Nam tử đáp xuống trước thi thể hổ trắng, khẽ phất tay phải, thanh trường thương màu bạc cắm trên người hổ trắng hóa thành một luồng sáng bạc bay vào tay hắn. Quá yếu, thì ra chủng tộc bốn đại thần thú cũng chỉ có vậy, xem ra chỉ có đi tìm long tộc rèn luyện một chút thôi. Nam tử lắc đầu xoay người rời đi, vừa đi được mấy bước đột nhiên không gian trước mặt hắn dao động kịch liệt. Đây là bùa truyền âm. Một lát, nam tử nhướng mày nói. Kiếm hoàng, vô địch trong cùng cấp, đệ tử trong tông môn không ngờ lại không có một ai là đối thủ, thú vị. Không nghĩ tới ta chỉ có mấy năm không về trung vực lại xuất hiện thiên tài như vậy, thú vị đây, hy vọng người này không quá yếu, nếu không cũng quá vô nghĩa. Nam tử nói dứt lời đã trực tiếp xuyên qua không gian, lập tức biến mất. Thiên Vũ Thành có thể coi là một thành thị nhỏ trong rất nhiều thành thị của đế quốc đỉnh Hán, nhân khẩu chỉ có hơn 500 vạn. Có điều tòa thành nhỏ này vô cùng nổi tiếng ở Trung Vực,
bởi vì người ở thành thị này cực kỳ tôn sùng vũ lực, hầu như người người đều là huyền giả. Chính vì nguyên nhân này mà Thiên Vũ Thành cũng trở thành một tòa thành khó quản lý nhất trong các thành thị ở đế quốc đỉnh Hán, bởi vì không có bất cứ thành chủ Thiên Vũ Thành nào có thể sống trên một năm. Hiện thành chủ Thiên Vũ Thành tên là Hạ Anh Hậu, tôn giả kỳ nhị phẩm, hắn ta là một ngoại lệ, bởi vì từ khi hắn tiền nhiệm đến bây giờ đã sống hơn 2 năm rồi. Đương nhiên đó không phải là vì hắn ta là cường giả cảnh giới tôn giả, mà là hắn ta có một tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ của hắn ta là phi tử của đương kim hoàng đế trong đế quốc đỉnh Hán. Chính vì nguyên nhân này, Hạ Anh Hậu bình an sống đã 2 năm, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi vì hắn ta căn bản không chăm lo bất cứ chuyện gì trong Thiên Vũ Thành. Mà tỷ tỷ hắn ta cũng nói với hắn ta, bảo hắn ta không nên nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong Thiên Vũ Thành, bởi vì dân phong Thiên Vũ Thành rất hung hãn, thế lực rắc rối phức tạp, một khi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Làm một thành chủ không có thực quyền gì, Hạ Anh Hậu vô cùng tủi thân và chán nản, bởi vì hắn ta muốn tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ tiếc bây giờ chuyện trong Thiên Vũ Thành hắn ta đều không thể nhúng tay. Có điều bây giờ cơ hội của hắn ta đã tới rồi. Tốt, rất tốt, ha ha, 2 năm rồi, rốt cuộc cơ hội cho Hạ Anh Hầu ta cũng đã tới. Trong một gian phòng phủ thành chủ, Hạ Anh Hầu không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Hai tay hắn ta nắm chặt, tràn gương mặt là vẻ mừng rỡ và kích động. Chỉ trước đó, sau khi Hạ Anh Hầu nhận được tin của tỷ tỷ hắn ta truyền tới, tỷ tỷ nói với hắn ta rằng kiếm hoàng Dương Diệp kia sẽ ngang qua Thiên Vũ Thành. Bảo hắn ta phải bắt được Dương Diệp, cho dù không thể bắt sống thì giết chết cũng được. Chỉ cần giữ Dương Diệp ở lại, Thiên Vũ Thành vậy thì hắn ta nhất định sẽ nhận được sự trọng dụng của nhân hoàng La Tuấn. Đương nhiên, điều khiến hắn ta vui mừng là bởi vì Dương Diệp sắp ngang qua Thiên Vũ Thành, để lùng bắt Dương Diệp, hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán đã giao cho hắn ta toàn quyền chỉ huy tất cả binh lực Thiên Vũ Thành, đồng thời còn hạ lên những tông môn và thực lực thế gia trong Thiên Vũ Thành dốc toàn lực phối hợp với hắn ta. Cũng tức là nói giờ khắc này, toàn bộ Thiên Vũ Thành đã chân chính thuộc DC về tay hắn trên mặt ý nghĩa. Đương nhiên sẽ duy trì được bao lâu thì hắn ta chưa nghĩ tới. Có điều hắn ta chắc chắn một điều, đó chính là nếu như lùng bắt được Dương Diệp hoặc là đánh chế TC được hắn, vậy cho dù hắn ta không thể chân chính nắm giữ Thiên Vũ Thành thì nhất định hắn ta cũng có được tiền đồ tươi sáng hơn. Nói chung, thời điểm thay đổi vận mệnh đã đến rồi. Người đâu? Thông báo với mọi người tập hợp ở cửa phủ thành chủ. Hạ Anh Hầu hăm hở đi ra khỏi phòng của mình. Cửa phủ thành chủ. Lúc này cửa phủ thành chủ tập trung vô số huyền giả, những huyền giả này đều là cư dân của Thiên Vũ Thành, trong đó rất nhiều người đều là cảnh giới phàm nhân, thế nhưng cũng có kỳ thiên thiên, kỳ vương giả, thậm chí kỳ linh giả cũng có không ít. Các vị, hôm nay bản nhân triệu tập mọi người đến đây là muốn nói với mọi người. Kiếm Hoàng Dương Diệp từ Nam vực tới sẽ đi qua Thiên Vũ Thành chúng ta. Thiết nghĩ mọi người đều không lạ lẫm gì với Dương Diệp đúng không? Đúng vậy, độc sát thành chủ và thủ vệ thành liệt hộ, không chỉ như thế, nghe nói hắn còn điên cuồng đến mức không tha cho cả trẻ con, người già, phụ nữ. Phàm là nơi hắn đi qua đều là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, bây giờ hắn muốn đến Thiên Vũ Thành chúng ta, mọi người nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Hạ Anh Hầu đứng ở cửa phủ thành chủ, diễn thuyết một cách kích động, để phần diễn thuyết của mình càng thêm củng cố lòng người, hắn ta còn vận dụng giọng nói được thêm huyền khí, đồng thời hai tay không ngừng khua khoáng. Dương Diệp chính là kiếm hoàng gì đó từ địa khu Nam vực dã man kia đúng không? Cha cha, thật là không biết tự lượng sức mình, một kiếm tu từ một địa khu hoang dã mà cũng dám tự xưng là kiếm hoàng, hơn nữa lại còn dám đến trung vực chúng ta làm loạn, thật sự là không biết sống chết. Nghe nói giết hắn có thể nhận được 8.000 viên đá năng lượng cực phẩm, còn có huyền bảo thiên cấp trung phẩm và huyền kỹ năng, đúng rồi, có thể làm thành chủ của một tòa thành khoảng 5 triệu người. Cha cha, phần thưởng này, ha ha, mạng của Dương Diệp ta nhất định phải lấy, đừng hòng ai giành được, ha ha. Dám tới trung vực chúng ta, hơn nữa còn đi ngang qua Thiên Vũ Thành của chúng ta thật sự là không biết sống chết, hắn cho rằng Thiên Vũ Thành chúng ta là rác rưởi giống như thành liệt hộ kia sao? Hừ. Không đến thì thôi, nếu đã dám đến thì nhất định hắn phải ở lại đây mãi mãi, dù sao lão tử cũng đúng lúc hết đá năng lượng để dùng. Nghe nói thực lực của Dương Diệp không tệ. Thực lực không tệ thì đã sao? Lẽ nào hắn còn có thể tàn sát Thiên Vũ Thành chúng ta hay sao? Hắn có bản lĩnh đó sao? Cho dù hắn là cường giả cửu phẩm của kỳ tôn giả thì khi tới Thiên Vũ Thành cũng phải bỏ dưới chân ta.
Đúng vậy, dù thế nào cũng không thể để tên mọi rợ của Nam Vực làm loạn ở Thiên Vũ Thành ta. Nhìn đám người phẫn nộ hào hứng ở bên dưới, Hạ Anh Hầu hài lòng gật đầu, sau đó lại nói. Chư vị, ta đã nhận được tin Dương Diệp đã tiến vào Thiên Vũ Thành. Vì vậy ta đã hạ lệnh mở đại trận cấm không ra, đồng thời đóng bốn cửa thành lại, bây giờ điều mọi người cần làm là phải tìm ra Dương Diệp trong thành, sau đó giết hắn đi, lát nữa ta sẽ dán bức họa Dương Diệp ở khắp nơi trong thành, mọi người có thể đến đó quan sát. Ha ha, vinh hoa phú quý gần trong gang tấc, có thể nắm giữ hay không thì phải xem bản thân chư vị rồi. Trương đám người, một nam tử thân mặc trương bào, đầu đội nón lá nhìn về phía Hạ Anh Hầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nam tử này chính là Dương Diệp, hắn đã vào Thiên Vũ Thành từ lâu, vốn định âm thầm rời khỏi Thiên Vũ Thành, thế nhưng hắn không ngờ hôm nay công Thiên Vũ Thành lại đột nhiên đóng cửa, đồng thời còn mở ra đại trận cấm không. Vậy nên hắn rất nghi ngờ, bây giờ nghe thấy lời của thành chủ Thiên Vũ Thành hắn mới hiểu ra, thì ra đây là đối phương cố ý tạo nên. Chỉ là hắn càng nghi ngờ hơn, bởi vì làm sao đối phương có thể biết được hắn đã tới Thiên Vũ Thành. Phải biết là lúc này hắn có thể chắc chắn không có bất kỳ ai hay vật gì đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ cường giả kỳ hoàng giả ra tay? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ vậy sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì nếu là như vậy thì tình huống của hắn cực kỳ bất ổn. Cường giả cảnh giới tôn giả hắn đánh không lại còn có thể chạy, nhưng nếu như là cường giả kỳ hoàng giả ra tay thì ngay cả cơ hội bỏ chạy hắn cũng không có. Dương Diệp trầm mặc một hồi sau đó thu cổ sao lại, xoay người rời đi. Cho dù có phải là cường giả kỳ hoàng giả theo dõi hắn hay không, bây giờ nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ việc hắn phải làm là làm sao thoát thân khỏi tòa thành này, hắn không muốn bị vây ở trong này. Hơn nữa một khi bị người khác phát hiện ra thân phận của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Này, đứng lại! Khi Dương Diệp đang chuẩn bị quẹo vào một góc thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Diệp không để ý đến đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi muốn chết à? Một luồng gió mạnh mẽ từ phía sau Dương Diệp kéo tới, Dương Diệp dừng bước xoay người lại, chợt tung ra một quyền, chạm tay với người tới. Bốp bốp hai tiếng, cả cánh tay người kia trực tiếp gây ra, cơ thể bay ra ngoài, rớt xuống mặt đất rồi trực tiếp ngất đi. Dương Diệp nhìn về phía đối diện, trước mặt hắn có 6 người, 5 nam một nữ, dẫn đầu là một gã to cao. Mắt to mày rậm, trên vai vác một thanh đao còn to hơn cả vai của hắn ta. Hắn ta nhìn thoáng qua thanh niên nằm dưới đất không biết sống hay chết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Thân thủ khá lắm, huynh đệ này của ta đã là thất phẩm kỳ vương giả, nhưng ngay cả ra một quyền cũng không tiếp nổi, trông tuổi của các hạ cũng không lớn, ta rất ngạc nhiên, từ lúc này Thiên Vũ Thành lại có bậc thiên tài như các hạ. Dương Diệp quét đôi mắt nhìn, xoay người rời đi. Vút. Có tiếng xé gió vang lên. Dương Diệp xoay người, đưa tay chộp một cái, một mũi tên sắt bị hắn nắm trong tay, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia. Các hạ làm hư hình đệ ta bị thương lại muốn đi như vậy. Chuyện này có chút. Tên to lớn đột nhiên không nói nữa, con người co lại, bởi vì mũi tên trong tay Dương Diệp đã bắn về phía nữ tử Cordia với tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước. Nữ tử kinh hãi, cũng may tên to lớn chắn trước mặt nàng ta. Hắn ta chợt chém đại đao trong tay lên một cái, bổ vào mũi tên sắt kia, mũi tên sắt lập tức bị đánh bay, chỉ là sắc mặt của tên to lớn càng thêm nghiêm túc, bởi vì tay hắn ta cầm đại đao đang run lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người vì thấy náo nhiệt mà vây xung quanh, do dự một chút hắn không ra tay nữa, xoay người rời đi. Lúc này hắn thật sự không thể để lộ quá nhiều, nếu không kết cục có thể sẽ rất thảm. Người chính là Dương Diệp. Đúng lúc này sau lưng Dương Diệp đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của tên to cao thô kệch kia. Dương Diệp. Hai từ này bây giờ rất ghê gớm, nghe thấy âm thanh của tên thô kệch, sắc mặt những người xem lập tức thay đổi, sau đó toàn bộ tràn tới vây lại Dương Diệp và cả tên thô kệch kia, đồng thời càng ngày càng nhiều người vây. Ánh mắt tất cả mọi người không thiện ý nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, xoay người đi về phía tên thô kệch, nói. Xưa nay ta chưa từng thấy ai muốn chết như ngươi. Nói đến đây Dương Diệp dừng bước, sau đó lấy ra một lá bùa trống, rồi lại lấy ra bút phù văn, sau đó trước mắt mọi người bắt đầu vẽ vời, chưa đến một hồi, một lá bùa mạnh mẽ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Dương Diệp cầm lá bùa mạnh mẽ kia xoay qua một vòng, nói. Chư vị,
Ta là một phù văn sư, bởi vì có một vài lý do nên không tiện lấy gương mặt thật để nhìn người khác, nói vậy tất cả mọi người có thể hiểu chứ. Thấy thế trong mắt đám người xung quanh đã không còn thù địch, bởi vì không nghe nói Dương Diệp là một phù văn sư. Mọi người đương nhiên sẽ không đắc tội với một phù văn sư, một số người chắp tay về phía Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Để lại một số người nhìn đám người tên thô kệch kia bằng ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Khi Dương Diệp tuyên bố thân phận phù văn sư của hắn, sắc mặt đám người tên thô kệch kia liền trở nên khó coi. Thực ra ngay từ đầu hắn ta tìm tới Dương Diệp mục đích chỉ là muốn liên thủ với Dương Diệp, dù sao nhiều người thì cũng thêm sức mạnh. Chỉ là hắn ta không ngờ loài người hắn ta tìm tới lại chảnh như vậy, không thèm quan tâm hắn ta lại còn đả thương huynh đệ của hắn ta. Đương nhiên điều quan trọng nhất là hắn ta phát hiện thực lực của người này rất mạnh, vô cùng mạnh, chí ít hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn ta nghĩ tới Dương Diệp, sau đó hắn ta vô thức nói ra câu nói kia, khi thấy Dương Diệp dừng bước lại đi về phía mình, trong lòng hắn ta vẫn có chút vui, cảm thấy hắn ta đã đoán đúng, nhưng sau khi Dương Diệp công bố thân phận của mình, hắn ta biết hắn ta không chỉ đoán sai, mà còn đắc tội với một phù văn sư, mà cái tên phù văn sư này lại còn là một cường giả. Bằng hữu, xin lỗi, bọn tại hạ là đệ tử ký danh của Vô Cực Tông. Lần này là lỗi của bọn ta, ta xin tạ lỗi với ngươi. Tên thô kệch lập tức hạ thấp người xin lỗi. Tuy hắn ta là đệ tử ký danh của Vô Cực Tông, nhưng chỉ là ký danh mà thôi, Vô Cực Tông tuyệt đối sẽ không vì mấy tên đệ tử ký danh mà đắc tội với một phù văn sư. Đệ tử ký danh của Vô Cực Tông, xin lỗi, ta không chấp nhận. Dưới áo choàng, khóe miệng Dương Diệp nổi lên một sự lạnh lùng, lúc này còn muốn lấy tông môn ra uy hiếp hắn. Ta thấy các hạ vẫn nên chấp nhận thì hơn. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói. Một gã nam tử mặc trường bào hồng phấn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Những người đang xem chuyện vui nhìn thấy nam tử trường bào hồng phấn này thì mặt mày biến sắc, bọn họ theo bản năng lùi về sau mấy bước. Nhưng đám người đại hán vẫn cười vui vẻ, vì dù thế nào chăng nữa thì lần này bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì cả. Là đệ tử ngoại môn của Vô Cực Tông, ha 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 ha. Vô Cực Tông ở Thiên Vũ Thành này cũng có thể nói là một tay che trời, có trò vui để xem rồi. Trò vui, tên phù văn sư này nhất định sẽ xuống thang, sau đó người ta bắt tay giảng hòa thôi, ôi, thật vô nghĩa, ta cứ tưởng là sẽ có trò vui để xem chứ. Chưa chắc, lỡ tên phù văn sư này có địa vị lớn hơn thì sao? Đừng ồn ào nữa, muốn biết kết quả thế nào thì cứ tiếp tục xem thôi. Nam tử mặc trường bào hồng phấn đi đến trước mặt đám đại hán thô lỗ, liếc nhìn đám người bọn họ xong thì lắc đầu nói. Một đám phế vật, chỉ làm ta mất mặt. Sắc mặt đám người đại hán thô cuồng đó liền trở nên khó coi, nhưng cũng không dám nói gì hơn, chỉ cúi đầu cười giảng hòa. Nam tử trường bào hồng phấn xoay người nhìn Dương Diệp nói. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, nếu các hạ đã biết mấy người này là đệ tử của Vô Cực Tông mà còn muốn truy cùng giết tận. Có vẻ như các hạ không hề xem Vô Cực Tông chúng ta ra gì nhỉ. Vậy chứ ngươi muốn thế nào? Dương Diệp chậm rãi nắm chặt hai tay thành quyền. Thật ra lúc đầu ta muốn ăn miếng trả miếng, dùng đòn trả đòn, nhưng các hạ lại là phù văn sư, nên ta vẫn muốn chừa cho các hạ chút mặt mũi. Thế này đi, các hạ giao ra 100 đá năng lượng loại cực phẩm và 100 lá bùa loại cực phẩm xem như tiền thuốc men cho bọn họ, ta sẽ để các hạ rời đi. Các hạ thấy thế nào? Ta biết phù văn sư các người vốn rất giàu có, chút tiền tài như vậy với ngươi chắc cũng chẳng tính là gì đâu nhỉ. Nam tử trường bào hồng phấn nói. Dương Diệp nói. Ta chỉ hỏi một vấn đề là, ngươi có sư phụ hay người chống lưng phía sau nào sao? Nam tử trường bào hồng phấn nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức cười nói. Đây là đang điều tra lý lịch của ta sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, gia gia của ta chính là trưởng lão của Vô Cực Tông. Thế nào, giờ có thể cam tâm tình nguyện giao nộp những thứ ta yêu cầu chưa? Hèn gì ngươi không sợ phù văn sư? Dương Diệp gật đầu, sau đó Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh chân phải về phía sau, mượn lực lao về phía trước, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nam tử mặc trường bào hồng phấn. Nam tử trường bào hồng phấn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dương Diệp đã dùng tay bóp mạnh cổ của tên đó, nhìn hai mắt của tên nam tử như muốn lồi ra, mặt thì đỏ bừng, Dương Diệp nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng đừng mong ta cho ngươi cơ hội để nói. Dương Diệp nói xong, tay hơi dùng sức, rắc một cái, cổ của nam tử đó lập tức bị bẻ gãy.
Mọi người chứng kiến cảnh đó xong thì ngây ra như phỗng. Hắn lại chết như vậy sao? Đó là đệ tử của Vô Cực Tông đấy. Sắc mặt đám người đại hán kia trở nên xám ngắt, ngay cả đệ tử của Vô Cực Tông đối phương cũng dám giết, hay là đối phương có thế lực nào đó chống lưng phía sau. Nói giết liền giết, người ta căn bản đâu có sợ uy nghiêm của Vô Cực Tông đâu. Tự mình tìm đường chết, sao lại đi chọc phải sát tinh như thế này chứ? Dương Diệp nhìn đám người đại hán kia, mấy tên này theo bản năng lùi về sau mấy bước, Dương Diệp nói. Các ngươi nhìn đi, ta vốn muốn tha cho các ngươi rồi, vì mục đích ta đến đây là tìm Dương Diệp, nhưng các ngươi cứ nhất quyết muốn dây dưa với ta. Lúc này thì hay rồi, tự mình tìm đường chết, sống ở đời, làm người khiêm nhường một chút không tốt sao? Khóe miệng của mọi người xung quanh giật một cái, làm người phải khiêm nhường, thế người có khiêm nhường không? Không chỉ không khiêm nhường, mà còn rất phách lối nữa. Nhưng mọi người biết đối phương đến tìm Dương Diệp, chắc hẳn thực lực phải rất mạnh. Dương Diệp dĩ nhiên không thích những điều vô nghĩa, sở dĩ hắn nói điều vô nghĩa này là vì hắn muốn cho mọi người biết hắn không phải là Dương Diệp, hắn muốn đánh tan hoài nghi trong đầu mọi người. Dĩ nhiên, lời nói của hắn đã có tác dụng, vì hắn cảm nhận được những ánh mắt soi mói trên người hắn đã dần biến mất rồi. Các hạ, là ta có mắt như mù, ta không cầu mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Ta chỉ cầu mong các hạ hãy thả huynh đệ của ta đi, ta chấp nhận lấy cái chết để đền tội. Đại hán kia khẽ nói. Muốn ta mở lòng trắc ẩn với các ngươi sao? Xin lỗi, ta không phải là loại người đó, đã để cho ngươi phải thất vọng rồi. Dương Diệp di chuyển, phóng đến trước mặt đại hán và đấm mạnh một quyền vào ngực của đại hán, cơ thể đại hán đều nứt ra rồi văng ra ngoài. Sau đó Dương Diệp thoát ẩn thoát hiện, những tên còn lại cũng bị như thế. Toàn bộ đều mất mạng sau một đòn, đám người bọn họ còn chưa kịp đánh trả đã mất mạng rồi. Ánh mắt của đám người đứng xung quanh nhìn Dương Diệp đầy vẻ kiêng dè. Dương Diệp liếc nhìn đống thi thể, sau đó xoay người bước đi, dĩ nhiên hắn sẽ không tha cho đám người này rồi, vì mục tiêu của bọn họ chính là hắn, nếu bọn họ đã dám đi tìm hắn để giết thì hắn có lý do gì để tha cho bọn họ chứ? Nực cười. Dương Diệp đi vào trong một góc khuất sau đó dùng lại nói. Ngươi còn muốn đi theo ta đến bao giờ đây? Ha 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 ha, thần thức của vị bằng hữu đây thật là mạnh. Giọng nói vừa dứt thì có hai nam một nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, bọn họ đều là nam thanh nữ tú, đều là những huyền giá cảnh giới linh giả cửu phẩm. Người cầm đầu là một gã nam tử cầm quạt trên tay, nam tử mỉm cười với Dương Diệp nói. Tại hạ là đệ tử nội môn của Thanh Nguyên Tông Lục Hà, vị huynh đệ đứng cạnh đây là Tư Không Minh của gia tộc Tư Không. Còn vị mỹ nữ này là Mạc Kinh Nguyệt của Mạc Gia. Ba người chúng ta không có ác ý gì với bằng hữu cả, chỉ là thấy thực lực của vị bằng hữu đây thật sự hơn người, mục tiêu của bằng hữu lại là Dương Diệp, nên ba người chúng ta muốn tổ đội cùng bằng hữu, cùng nhau giết chết tên Dương Diệp kia thôi. Mạc Gia sao? Dương Diệp nhìn nữ tử kia, hắn thật sự không ngờ lại gặp được người của Mạc Gia, nhớ lại lời hứa với mẫu thân, Dương Diệp từng nói đợi sau khi kết thúc chuyện của di tích thánh giả. Hắn sẽ đến Mạc Gia. Tuy hắn không có ý định đi nhận người thân nhưng vì tâm nguyện của mẫu thân nên hắn phải hoàn thành nó. Mạc Kinh Nguyệt như cảm giác được ánh mắt của Dương Diệp, nàng ta nhíu mày, nhưng cũng không tỏ thái độ gì thêm. Ta biết thực lực của các hạ đây rất mạnh, rất có lòng tin vào bản thân, nhưng ta không thể không đả kích các hạ được. Mong cho ta được nói thẳng, hiện tại các hạ chỉ ở cảnh giới linh giả mà thôi, dù các hạ có đạt đến cảnh giới tôn giả đi chăng nữa. Chỉ sợ cũng chưa đủ để giết chết được tên Dương Diệp kia đâu. Lục Hà nói. Ồ, vì sao vậy? Dương Diệp nghe người khác bàn luận về chính mình thì cảm thấy rất thú vị. Lục Hà nói. Trong thành có rất nhiều người, nhưng một số người trong thành không biết về vị thành chủ kia, bọn họ chỉ nghĩ Dương Diệp cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới linh giả mà thôi. Khi gặp được, bọn họ dùng chiến thuật biển người ra đối phó, sẽ có thể dễ dàng giải quyết được đối phương. Nhưng bọn họ không hề biết, suy nghĩ này lại ngu dốt không ai bằng. Tuy Dương Diệp kia là cảnh giới linh giả tam phẩm nhưng kiếm ý của hắn đã đạt đến tầng thứ 8 rồi. Trong tay hắn lại có các loại đạo khí và linh vật của thiên địa, lực chiến của hắn có thể giết được cả một cường giả cảnh giới tôn giả. Ở đại lục này, e là chỉ có Vũ Thần An Nam Tĩnh mới có thể đấu một trận cùng Dương Diệp mà thôi. May mắn thay, tên này không hề biết Dương Diệp hắn đã lên đến cảnh giới linh giả tứ phẩm. Kiếm ý hiện tại là tầng 9 chứ không phải là 8, nếu không đối phương sẽ rất sốc đây. Dương Diệp lại tiếp tục hỏi.
Hắn thật sự mạnh đến vậy sao? Kiếm ý của Đường tỷ ta đã luyện đến tầng 7, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn hắn nhưng vẫn chết dưới kiếm của hắn đấy thôi, ngươi nói xem hắn có mạnh hay không? Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói. Lúc trước, khi nhìn ngươi ra tay, tuy ngươi không hề thể hiện ra hết thực lực chân chính của mình nhưng với tốc độ và sự linh hoạt cơ thể của ngươi, ta tin rằng ngươi cũng là một cường giả yêu nghiệt. Nhưng thứ lỗi xin cho ta nói thẳng, lấy chút thực lực đó của ngươi còn không đủ để đối mặt với Dương Diệp kia đâu. Lục Hà nói, tuy Mạc cô nương nói hơi thẳng nhưng không phải không có đạo lý, chúng ta không có ý chê trách gì các hạ cả, vì dù cho một trong ba người chúng ta tự mình đi gặp Dương Diệp thì chắc chắn cũng sẽ 10 đường chết không có đường sống. Vậy nên, vẫn câu nói đó, ở đại lục này, trong các huyền giả cảnh giới linh giả, e là chỉ có một mình An Nam Tĩnh mới có thể quyết đấu một trận cùng Dương Diệp mà thôi. Nếu hắn đã mạnh như vậy, các ngươi còn tìm hắn làm gì? Đá năng lượng cực phẩm tuy nhiều, huyền kỹ huyền bảo dù tốt nhưng cũng không đáng để đánh đổi mạng sống mà. Dương Diệp nói. Lục Hà cười nói. Đương nhiên những thứ đó không đáng giá rồi, nhưng khi giết được Dương Diệp, thứ nhận được không chỉ có đá năng lượng cực phẩm và huyền kỹ huyền bảo, đến lúc đó thanh danh, phú quý sẽ tìm đến chúng ta. Còn nữa, ta vốn là huyền giả trung vực, sao có thể để một tên huyền giả nam vực đến trung vực diễu võ dương oai được chứ? Đó chính là sự sỉ nhục đối với một huyền giả trung vực. Các hạ, người cũng là huyền giả trung vực, ta nghĩ người cũng không thể nhịn được. Thì ra là thế. Tên La Tuấn này quả nhiên là thâm hiểm, Dương Diệp thầm cười lạnh, hắn bị cả nước truy nã, công bố ra những chuyện hắn đã làm, mục đích là muôn người của trung vực phải hận hắn, rồi hận cả nam vực. Khó trách đi ết, tuy đối phương không phải là một cường giả chân chính nhưng vẫn muốn tham gia vào cuộc săn đuổi này. Không thể không nói tên La Tuấn này rất biết cách đả kích người khác, vì hắn đến đây chỉ để xử lý một mình La Tuấn, nhưng hiện tại hắn tại bị La Tuấn đùa giỡn đến mức này, trở thành kẻ địch của toàn bộ huyền giả trung vực. Nhưng hắn cũng không để ý lắm về chuyện này, dù sao hắn vốn đã có rất nhiều kẻ địch rồi, nên bây giờ có thêm cũng chăng sao. Huynh đài có thể tổ đội cùng chúng ta được không? Nếu huynh đài đồng ý gia nhập, với thực lực của 4 người chúng ta hợp tại, nếu gặp được tên Dương Diệp kia thì cơ hội giết chết được hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Huynh đài hãy yên tâm, chúng ta rất công bằng, giết xong Dương Diệp, những vật phẩm đoạt được đều sẽ chia đều. Lục Hà nói một cách chân thành. Dương Diệp vốn muốn từ chối, vì hắn không có hứng thú hợp tác cùng đối phương đi giết chính mình, nhưng khi nghĩ lại thì đây chẳng phải là một cơ hội tốt để che giấu sự chú ý của người khác sao. Nói không chừng hắn còn có thể rời khỏi Thiên Vũ Thành này nữa ấy chứ. Dương Diệp suy nghĩ xong thì nói. Ta đồng ý, nhưng phải nói trước một chuyện, nếu giết được Dương Diệp rồi, mọi thứ đoạt được đều phải chia đều. Lục Hà nghe vậy thì vui vẻ nói. Đương nhiên rồi, có huynh đài gia nhập cùng chúng ta, nếu tên Dương Diệp kia gặp phải chúng ta, hắn sẽ phải chết. Sẽ phải chết sao? Dương Diệp cảm thấy kỳ lạ, nhìn đối phương nói. Có lẽ vậy, còn chưa thỉnh giáo danh xưng của huynh đài. Lục Hà nói. Diệp Dương. Diệp huynh, đầu tiên chúng ta cứ đến Túy Tiên Lâu trước đã, vì có rất nhiều đệ tử tông môn và thế gia đang tập hợp tại nơi này, hơn nữa tình báo của mọi người đều sẽ được đưa đến đây chúng ta có thể sẽ biết được nhiều thông tin về Dương Diệp hơn. Lục Hà nói, được, cứ như thế, Dương Diệp và đám người kia đi đến Túy Tiên Lâu. Tuy thực lực của Dương Diệp rất cường hãn, nhưng hắn tuyệt đối không dám lấy gương mặt thật của mình xuất hiện ở Thiên Vũ Thành này đâu. Vậy nên chúng ta phải tìm ra Dương Diệp trong 500 vạn người của Thiên Vũ Thành này. Giờ chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp loại trừ, tìm gặp các huyền giả chuyên dùng cách phương thức che giấu dung mạo để thỉnh giáo, rồi từ đó, chúng ta sẽ thu nhỏ được mục tiêu cần tìm trong biển người này. Đám người Dương Diệp vừa đi vào đại sảnh Túy Tiên Lâu thì trong đại sảnh vang vọng một giọng nói. Dương Diệp nhíu mày nhìn về phía người vừa nói. Đó chính là một gã thanh niên mặc trường bào màu nâu. Bên hông dắt theo một thanh trường kiếm, bên phía vai trái có in một chữ tiêu nhỏ. Thì ra người thanh niên này là đệ tử của Thượng Tiêu Tông. Bởi vì Dương Diệp đã ra tay giết vài người của Thượng Tiêu Tông nên hắn biết quần áo cũng những người thuộc tông môn này đều có một chữ. Tiêu. Dương Diệp nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra trong sảnh phải có ít nhất 1000 huyền giả, hơn nữa có tới 9 phần huyền giả ở đây đều là huyền giả cảnh giới linh giả. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm nhận được vài khí tức không rõ ràng. Không thể nghi ngờ đó là khí tức của cường giả cảnh giới tôn giả.
Khi Dương Diệp nghĩ đến việc những người này đến đây để tìm giết mình, hắn khẽ cười, đúng là có tiền thì có thể sai khiến được yêu ma. Những huyền giả dùng các loại phương pháp để che giấu gương mặt của mình sao? Chẳng phải ở nơi này cũng có một người như vậy à? Một gã mặc bộ quần áo có chữ kiếm đứng đối diện với người thanh niên của Thượng Tiêu Tông, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, giọng điệu kỳ quái nói. Rất nhiều người nghe xong thì nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Lục Hà vội vàng tiến lên vài bước, ôm quyền với tất cả mọi người nói. Các vị, tại hạ là Lục Hà của Thanh Nguyên Tông, vị này là bằng hữu của tại hạ, hắn là một phù văn sư, sở dĩ hắn che giấu dung mạo của mình là muốn tránh bị phiền toái thôi. Chắc mọi người HC uống biết tính tình của phù văn sư thường có chút kỳ quặc mà. Mọi người nghe Lục Hà giới thiệu là đệ tử của Thanh Nguyên Tông thì sắc mặt thoáng đổi. Bởi vì Thanh Nguyên Tông cũng đơ là tông môn cửu phẩm, không phải là tồn tại mà người bình thường nào cũng có thể trêu chọc được. Hơn nữa, khi bọn họ nghe Dương Diệp là phù văn sư, rất nhiều người đang nhìn Dương Diệp để úc lập tức nhìn sang chỗ khác. Bởi vì bọn họ cho rằng đệ tử của Thanh Nguyên Tông sẽ không cấu kết cùng Dương Diệp. Ta thấy thế này, mặc kệ là ai đi nữa thì trước khi tìm ra Dương Diệp, tránh để Dương Diệp thừa nước đục thả câu, chúng ta vẫn nên đối xử với hắn bình đẳng như các huyền giả khác ở trong thành, chỉ là đề phòng nếu chẳng may xảy ra thôi, mọi người nghĩ sao? Người thanh niên quần áo có hình chữ kiếm nói. Ta đồng ý. Tên đệ tử của Thượng Tiêu Tông liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Lục Hà, tuy là Thượng Tiêu Tông của ta và Thanh Nguyên Tông của ngươi có chút thù hận, nhưng lần này ta sẽ không nhằm vào ngươi. Ngươi cũng biết đấy, nếu để Dương Diệp lẩn trốn vào trong đám người chúng ta, cuối cùng để cho hắn thừa nước đục thả câu thành công, như vậy không phải sỉ nhục mọi người ở đây sao? Mọi người thấy có đúng không? Dạ Thịnh Huynh nói có lý, vào thời điểm này mọi người nên cẩn thận một chút vẫn hơn, đừng để Dương Diệp đó thừa nước đục thả câu. Có người phụ họa nói theo. Quả thật, nếu chúng ta múa trống khua chiêng đi tìm Dương Diệp, mà Dương Diệp lại ở ngay bên trong chúng ta, chẳng phải chúng ta đang sỉ nhục tông môn của chính mình, cũng làm mất hết mặt mũi của huyền giả khắp trung vực này sao? Dối trá như vậy làm gì? Trực tiếp cởi áo choàng ra, để mọi người nhìn rõ mặt không được sao? Đúng, cởi đi cởi đi. Dĩ nhiên, người được gọi là Dạ Thịnh, đệ tử của Thượng Tiêu Tông kia có danh tiếng rất cao, nên khi hắn vừa nói một câu đã khiến cho rất nhiều người nhìn lại về phía Dương Diệp, hơn nữa còn không mang ý tốt. Sắc mặt Lục Hà có chút lúng túng, đang chuẩn bị nói gì đó thì Dương Diệp trực tiếp đi vào trong đại sảnh, sau đó nhìn cái đám đang hô hào kia một lượt, hắn nói. Muốn ta cởi bỏ áo choàng sao? Có bản lĩnh thì đến tự cởi đi. Dương Diệp nói xong thì nhìn về phía tên nam thanh niên có thêu chữ kiếm trước ngực. Nghe lời Dương Diệp xong, không chỉ Lục Hà mà tất cả mọi người trong đây đều sửng sốt. Lục Hà muốn nói gì đó, nhưng lại do dự, sau đó không nói thêm cái gì, chỉ lùi về một bên. Bởi vì hắn cũng muốn xem thử thực lực của người tên Diệp Dương này thế nào. Dạ Thịnh híp mắt lại, tay trái của hắn cầm tay chuôi kiếm bên hông, nhưng sau khi do dự một lúc, hắn cũng không ra tay, mà chỉ nhìn người thanh niên trên áo có thêu chữ kiếm đứng đối diện nói. Du Thương Minh, có người khiêu khích thần kiếm tông của ngươi, nếu ngươi không ngại thì ta đương nhiên có thể thay ngươi ra tay giải quyết chuyện này, nhưng ngươi phải nhớ đã nợ ta một nhân tình đấy. Du Thương Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi dám nói ra loại cuồng ngôn xảo ngữ đó, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nhưng mà thôi, ta cũng chẳng phải loại người hẹp hòi, nói ra tông môn hoặc kẻ chống lưng phía sau của ngươi đi, ta sẽ xem thử bọn họ có còn muốn giữ lại mạng của một con chó như ngươi không. Dù sao thì thân phận loại người như ngươi cũng không thể giống chúng ta được, ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì lên đi. Dương Diệp ở dưới lớp áo choàng đưa tay về phía Du Thương Minh ngoắc ngoắc. Ngươi thật sự muốn chết sao? Du Thương Minh giận dữ, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm, khi hắn đang chuẩn bị ra tay thì Dương Diệp đột nhiên nói. Từ từ, Robert, mọi người trong sân nghĩ Dương Diệp hối hận, lập tức những tiếng cười nhạo và khinh thường vang lên. Sao thế, sợ rồi à? Du Thương Minh lộ ra nụ cười khinh thường. Ta phải chuẩn bị trước đã. Dương Diệp nói xong thì tay phải lập lại, một chồng bùa xuất hiện trong tay hắn, có khoảng 20 tấm phù. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp cầm búa đập mạnh vào người mình, vừa đập bùa vừa nói. Đây là cường lực phủ cực phẩm,
đây là thần hành phù cực phẩm, đây là phòng ngự phù cực phẩm, đây là chữa trị phù cực phẩm, đây là truyền âm phù, cực phẩm ái trà, lấy nhầm rồi, giờ không cần dùng truyền âm phù nữa. Tiếng cười lập tức dừng lại, trong lòng của tất cả mọi người lại quặn đau từng đợt. Đấy là phù cực phẩm đấy. Trời ạ, không ngờ người này lại có nhiều phù cực phẩm đến thế, nhiều phù cực phẩm như thế lại bị hắn lãng phí, thật sự không biết quý của trời mà. Rất nhiều người đỏ mắt nhìn Dương Diệp, hận không thể xông lên đánh cho Dương Diệp một trận. Sắc mặt Dạ Thịnh và Du Thương Minh có chút khó coi, bọn họ vốn đang nghi ngờ thân phận của tên mặc áo choàng này, nhưng giờ họ không thể không thừa nhận rằng, người này tuyệt đối là một phù văn sư, bởi vì ngoại trừ phù văn sự ra, người bình thường sẽ không tiêu xài bùa lãng phí như vậy. Dù bọn họ là đệ tử nội môn của một tông môn cũng không hề xài bùa như thế, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng lấy ra một đống cực phẩm bùa cùng lúc như vậy được. Cho dù là hoàng tử của đỉnh Hán đế quốc cũng chưa chắc đã làm được, nói cách khác người mặc áo choàng này chắc chắn là một phù văn sư, thân phận tuyệt đối đã được xác định. Dạ Thịnh nghĩ xong thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy may mắn vì lúc trước đã không làm chuyện gì cầu thả. Còn Du Thương Minh đứng bên cạnh lại lộ ra sắc mặt khó coi, bởi vì hắn biết, lần này hắn là người mở đầu. Ta nghĩ vị bằng hữu đây không cần phải chứng minh thân phận làm gì nữa, là do ta lỗ mãng rồi. Du Thương Minh chắp tay với Dương Diệp, xem như là lùi một bước. Lỗ mãng, quên đi, để ta đấu với ngươi một chút cũng được. Dương Diệp nói xong lại đạp mạnh chân phải, hắn không hề mượn thứ gì làm lực, chỉ dùng sức lực của chính cơ thể và phóng đi như một quả pháo, trong nháy mắt hắn đã ở trước mặt Du Thương Minh. Du Thương Minh kinh hãi, đang định rút kiếm thì nắm đấm của Dương Diệp đã đánh mạnh vào ngực hắn, phụt một cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng Du Thương Minh phun ra, cơ thể cứng đờ bay ngược ra ngoài. Sau khi Du Thương Minh bay khoảng 30 trượng lại đập mạnh vào vách tường. Dù bức tường làm bằng sắt đen cũng phải rung lên khi bị va chạm. Du Thương Minh rơi xuống đất lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa, sau đó đầu chạm đất, ngất đi. Mọi người kinh hãi. Dạ Thịnh biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp với vẻ nghiêm trọng, sâu trong đôi mắt hắn là vẻ kiêng dè. Trong lòng đám người Lục Hà lại thầm vui mừng, bởi vì thực lực của vị Diệp Dương này có vẻ còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ, mà dĩ nhiên điều này càng có lợi với bọn họ rồi. Dương Diệp nhìn Du Thương Minh đang nằm trên sàn không biết sống chết ra sao, lắc đầu nói. Không ngờ lại yếu đến vậy, đã yếu rồi còn không biết khiêm nhường một chút hay sao? Dương Diệp nói xong mới liếc mắt đám người xung quanh nói. Còn ai muốn cởi bỏ áo choàng của ta nữa hay không? Nếu có thì đừng lãng phí thời gian nữa, mau ra đi. Mọi người im lặng, Dạ Thịnh cũng không nói một lời nào thêm. Lúc này Dương Diệp mới thả lỏng nắm tay nói. Nếu đã không có, mọi người cứ tiếp tục bàn bạc việc chính đi. Dương Diệp nói xong lùi lại, đứng bên cạnh đám người Lục Hà. Trong Huyền Giả Đại Lục, cường giả là vua, muốn có được sự tôn kính và kiêng nể của người khác thì phải có thực lực cường đại. Dở dĩ Dương Diệp nhắm vào tên Du Thương Minh kia chỉ vì muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Bởi vì lúc nãy mọi người đều nhìn hắn, nếu hắn không cởi bỏ áo choàng sẽ càng bị nghi ngờ. Đương nhiên nếu đã không còn cách nào khác thì chỉ đành lấy thực lực ra, để ở làm mọi người kinh sợ thôi. Dĩ nhiên, cách này rất hữu hiệu, vì ngoài một số ít người ra thì không có ai dám nhìn hắn nữa. Dạ Thịnh liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn những người đứng xung quanh nói. Các vị, ta biết mọi người ai cũng muốn giết Dương Diệp, ai cũng muốn nhận được phần thưởng của đỉnh Hán đế quốc. Nhưng ta muốn khuyên các vị một câu, tuy Dương Diệp kia chỉ mới là cảnh giới linh giả. Nhưng hắn đã có thể giết được huyền giả cảnh giới tôn giả rồi. Đó không phải là lời nói đùa, đó là sự thật. Vậy nên, nếu mọi người không muốn chết thì sau khi tìm được Dương Diệp hãy lập tức thông báo cho tất cả mọi người, đừng làm chuyện ngu xuẩn một mình, có như vậy chúng ta mới có cơ hội nhận được phần thưởng từ đỉnh Hán đế quốc. Bằng không chỉ có thể chôn vùi mạng sống của mình mà thôi. Trong biển người thế này, rất khó có thể tìm được tên Dương Diệp kia, nói còn dễ hơn làm. Có người lên tiếng. Thật ra cũng không khó. Dạ Thịnh nói. Vì toàn bộ người của Thiên Vũ Thành đang tìm hắn, đừng nói là Dương Diệp, ngay cả những kẻ bị nghi ngờ cũng sẽ gặp rắc rối. Việc chúng ta cần làm là tìm kiếm những tên khả nghi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, tên Dương Diệp kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ra khỏi thành,
vì chỉ khi ra khỏi thành, dù chúng ta có đông người mây cũng chẳng là gì đối với hắn. Vậy nên, chúng ta phải người chặn ở bốn của thành, ôm cây đợi thỏ, những người còn lại sẽ bắt đầu lùng bắt trong thành. Được đấy, chúng ta sẽ canh của thành phía bắc. Còn chúng ta canh cổng thành phía nam. Bọn ta ở phía đông. Chúng ta ở phía tây. Gạch nối. Dương Diệp xuất hiện rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, mọi người trong phòng lập tức xôn xao. Tất cả mọi người chen chúc chạy ra cửa, thân hình của ba người Lục Hà cũng thoáng động chạy nhanh ra ngoài cửa. Dương Diệp đứng tại chỗ nhíu mày. Có người giả mạo hắn. Chắc hẳn không thế nào mới phải, vào thời điểm bây giờ ai dám giả mạo hắn. Không muốn sống sao, nếu như không phải có người giả mạo, vậy Dương Diệp, bên ngoài kia lại ở đâu ra? Mang theo nghi vấn, Dương Diệp đi ra cửa. Lúc này ngoài cửa, người đông nghìn nghịt, đã tập trung xấp xỉ hơn 10.000 người, hơn nữa số lượng người vẫn càng lúc càng nhiều. Ở chính giữa đám đông, trên người người mặc áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ màu đen đang bị mọi người vây lại. Trong tay của người thần bí không biết là nam hay nữ kia đang cầm một thanh kiếm, xung quanh hắn tản ra kiếm ý cùng kiếm quang sắc bén. Ít nhất cũng là kiếm ý tầng 7, liếc mắt Dương Diệp đã nhìn ra được kiếm ý sâu cạn của đối phương. Dương Diệp, ngày hôm nay người trốn không thoát đâu. Một người thanh niên ở phía trước người thần bí đang giận dữ nhìn người thần bí, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn bởi vì Dương Diệp là do hắn phát hiện ra đấy. Mọi người lấy vũ khí của mình ra, tuy nhiên lại không có ai ra tay, rõ ràng bọn họ vẫn hơi còn kiêng kỵ, dù sao Dương Diệp cũng là có hung danh bên ngoài. Trong cái nhìn của mọi người, người thần bí chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, sau đó mọi người sửng sốt, Dương Diệp cũng sửng sốt. Mọi người sửng sốt là bởi vì người thần bí này là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp. Dương Diệp sửng sốt là bởi vì hắn biết nữ nhân xinh đẹp này. Nữ nhân này không phải là ai khác chính là con gái thành chủ của vực thành Lục Kiếm Giao. Lúc này Lục Kiếm Giao cũng hơi buồn bực, sau khi nàng đi tới Thiên Vũ Thành, bởi vì không muốn để lộ thân phận cho nên che giấu dung mạo của mình, nhưng nàng không nghĩ tới, trên đường đi đến đây, huyền giả ở đây đều không có ý tốt nhìn chằm chằm vào nàng. Cuối cùng ở nơi đây nàng bị người ta ngăn lại, nguyên nhân là đối phương nghi ngờ nàng là Dương Diệp. Nàng là Dương Diệp. Lục Kiếm Giao vừa tức vừa buồn cười, đồng thời nàng cũng không nghĩ tới ở trung vực này danh tiếng của Dương Diệp lại có thể xấu như vậy, tiếng xấu đến nỗi người người đòi đánh. Tuy nhiên thành thật mà nói trong lòng nàng vẫn còn hơi bội phục Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp dựa vào sức lực của một người lại có thể đè ép tất cả huyền giả trung vực lại không làm gì được hắn. Tình hình như thế này, hình như chỉ có tổ sư kiếm tông vạn năm trước mới làm được. Nhìn thấy cái gọi là Dương Diệp. Lại là nữ nhân, mọi người xung quanh tham lam nhìn Lục Kiếm Giao mấy lần sau đó liền rời đi. Tuy rằng nữ nhân xinh đẹp nhưng thực lực đối phương bày ra đó, muốn đi gây phiền phức cho nàng, trước tiên ngươi đạt được kiếm ý tầng 7 thậm chí cao hơn rồi hãy nói sau. Đứng lại, người thanh niên đứng trước mặt Lục Kiếm Giao kia cũng muốn đi, chẳng qua bị Lục Kiếm Giao gọi lại. Nàng cho dù mới ra ngoài lang bạt, nhưng nàng cũng biết nếu muốn lang bạt ở đại lục nhất định phải ngoan độc hơn một chút mới được. Sắc mặt của người thanh niên này lập tức trắng bệch, nếu như đối phương là Dương Diệp, vậy người ở chỗ này nhất định sẽ dồn lên, nhưng đáng tiếc đối phương không phải, nếu đã không phải vậy thì hắn sẽ gặp xui xẻo rồi. Nghĩ đến đây, người thanh niên xoay người thoáng cái quỳ xuống trước mặt Lục Kiếm Giao, sau đó chợt dập đầu, nói. Bà cô, là lỗi của ta, là ta nhận lầm người, cầu bà cô tha ta một mạng. Lục Kiếm Giao bị đối phương làm như thế trái lại có phần không biết làm sao. Đối phương dù gì cũng là cảnh giới cường giả linh giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương lại có thể không có cốt khí như vậy, điều này làm cho Lục Kiếm Giao rất bất đắc dĩ. Thấy Lục Kiếm Giao không nói lời nào, người thanh niên cho rằng đối phương không chịu buông tha cho mình, trong mắt lóe lên ve dữ tợn, hai chân đạp xuống đất chụp thẳng xuống, tay phải nắm thành hình móng vuốt, chụp về phía cổ Lục Kiếm Giao. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa hai người lại cách rất gần, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lục Kiếm Giao. Xẹt! Một đường kiếm quang hiện lên, thân thể người thanh niên cứng ngắc ở giữa không trung, bởi vì bụng của hắn bị một thanh kiếm xuyên qua. Lục Kiếm Giao thu hồi trường kiếm, liếc mắt nhìn người thanh niên kia rớt xuống đất sau đó nói. Vẫn là Dương Diệp nói rất đúng, làm người không thể quá nhân từ, nếu để cho hắn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy,
chắc chắn sẽ mắng ta ngu ngốc. Nghe được Lục Kiếm Giao nói vậy, khóe miệng Dương Diệp bỗng nhất thời co rút, trong lòng thầm nghĩ ngươi chẳng những là ngu ngốc mà còn là đại siêu cấp ngu ngốc mà. Ngươi giết người thì giết người đi, sao còn nói nhảm làm gì chứ? Bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều biết người quen biết ta. Thật đúng là từ trước đến nay chưa từng gặp nữ nhân nào đơn như vậy mà. Quả nhiên, sau khi nghe được Lục Kiếm Giao nói vậy sau, người vốn chuẩn bị rời đi đột nhiên lại dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Lục Kiếm Giao. Các hạ quen biết Dương Diệp. Người hỏi là Dạ Thịnh, tuy nhiên những lời này cũng là lời mà người xung quanh muốn hỏi. Lúc này Lục Kiếm Giao cũng biết mình lỡ lời, sau đó vội vàng lắc đầu, nói. Ta không quen biết Dương Diệp, hắn con người này rất vô sỉ hạ lưu, sao ta có thể quen biết hắn chứ? Dương Diệp ở bên cạnh cạn lời, nữ nhân này còn có thể ngu hơn một chút nữa không? Ngươi nói ngươi không quen biết ta thì được rồi, làm gì còn muốn tổn hại ta? Tổn hại ta một chút thì cũng thôi đi, nhưng lẽ nào ngươi không biết ngươi nói như vậy chính là vừa vặn chứng minh ngươi quen biết ta sao? Ngay cả Bảo Nhi còn thông minh hơn nữ nhân này. Nghe được Lục Kiếm Giao nói vậy, trong mắt Dạ Thịnh lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, không chỉ hắn mà ánh mắt của đám người bên cạnh cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Dạ Thịnh nói, các hạ, ngươi nói ngươi không quen biết Dương Diệp vậy vì sao ngươi biết hắn vô sỉ hạ lưu? Còn có, lúc trước không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại cách ăn mặc cùng với khẩu âm của các hạ, hình như các hạ không phải là huyền giả trung vực. Tại sao ta phải trả lời ngươi? Lục Kiếm Giao còn chưa ngốc đến hết thuốc chữa, không theo lời của đối phương. Dạ Thịnh trầm giọng nói, các hạ, bây giờ tất cả mọi người đang tìm Dương Diệp. Nếu như các hạ quen biết Dương Diệp còn mong các hạ nói tin tức của Dương Diệp cho chúng ta biết. Nếu không, cho dù ngươi là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Ta bảo đảm chỉ cần các hạ nói ra tung tích của Dương Diệp chúng ta sẽ không làm khó các hạ. Dương Diệp ở bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Thịnh, người này vẫn còn chưa chết tâm với ta mà. Từ nhỏ đến giờ ngoại trừ Dương Diệp ra Lục Kiếm Giao còn chưa bị người khác uy hiếp. Lúc này bị người ở trước mặt uy hiếp, tính tình của Lục Kiếm Giao cũng phát ra rồi, sẹt sẹt rút trường kiếm ra chỉ vào Dạ Thịnh nói. Ở nơi này giao phó, ngươi nghĩ ngươi là ai, cũng xứng đáng uy hiếp ta sao, ngươi có bản lĩnh chúng ta sẽ đấu một trận. Xem ra các hạ là không muốn nói ra tung tích của Dương Diệp. Vẻ mặt Dạ Thịnh âm trầm nói. Các vị, người này rất có khả năng chính là đồng bọn của Dương Diệp. Mọi người bắt người này nhất định có thể từ trong đó hỏi ra được tung tích của Dương Diệp. Hoặc là nếu giam giữ người này có lẽ sẽ khiến Dương Diệp còn có thể hiện thân cứu giúp nàng. Hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương giao đấu, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cho dù là hắn cũng không dám không kiêng kỵ. Hừ! Lục Kiếm Giao hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngay cả đánh một trận cũng không dám, thật đúng là phế vật. Sắc mặt của Dạ Thịnh lạnh lẽo. Vừa muốn ra tay lúc này từ trong đám người một lão nhân chậm rãi bước ra, lão nhân không nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào trên người Lục Kiếm Giao nói. Tiểu nữ hài, từ trong lời nói trước đó của ngươi lão phu biết được, cho dù ngươi không biết được tung tích của Dương Diệp nhưng chắc hẳn ngươi cũng có quan hệ rất lớn với hắn. Như vậy đi, lão phu cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi nói ra tung tích của Dương Diệp ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Cường giả cảnh giới tôn giả. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt thành quyền, nếu như Lục Kiếm Giao nói ra chuyện hắn là phù văn sư cùng với thân thể mạnh mẽ của hắn thì không thể nghi ngờ gì nữa, thân phận của hắn lập tức sẽ bị lộ. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện lúc này xung quanh có khoảng gần 20.000 huyền giả, trong đó cảnh giới tôn giả có ít nhất 5-6 gã, cảnh giới linh giả càng là vô số kể. Hơn nữa một khi để lộ thân phận, vậy thì tất cả mọi người trong thành đều là kẻ địch của hắn. Lúc đó làm thế nào từ trong nơi này trốn đi đây? Đây là một vấn đề lớn. Trong lòng Lục Kiếm Giao dùng mình, thần sắc nghiêm trọng, nàng quả thật không phải là Dương Diệp, có thể dễ dàng giết cường giả cảnh giới tôn giả. Im lặng hồi lâu Lục Kiếm Giao nói. Ta không biết gì cả, các hạ hỏi nhầm người rồi. Cho dù nàng cùng Dương Diệp có nhiều chuyện không vui vẻ gì nhưng vẫn không đến mức bán đứng Dương Diệp. Nghe được Lục Kiếm Giao nói vậy. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy hơi ấm áp, bất kể như thế nào nữ nhân này cũng không bán đứng hắn, khiến cho hắn cảm thấy trước đây tặng nàng mấy tấm bùa là không uổng phí. Lại là lão nhân háo sắc, không nghĩ tới lão bất tử này cũng tới Thiên Vũ Thành rồi. Đúng là, chà chà, nữ nhân này chịu tội rồi,
nghe nói lão nhân háo sắc này thích nhất là làm những trò biến thái. Ôi, lại là một mỹ nữ rơi vào tay ma quỷ, bị tàn phá thảm rồi. Nếu như ngươi không đành và ỏng như thế, vậy tại sao không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Nói đùa, lão nhân kia mặc dù hơi biến thái, nhưng hắn đúng là cường giả cảnh giới tôn giả đó. Ta còn không muốn chết đâu. Lão nhân không nhìn mọi người xung quanh, sau đó trong mắt lộ ra ý cười khó hiểu. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy đừng trách lão phụ ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ, sau này làm tiểu thiếp của lão phu đi, làm tiểu thiếp của lão phu, có khi lão phu có cách khiến cho ngươi nói ra tông tích của Dương Diệp. Dứt lời, thân hình lão già lóe lên bắt về phía Lục Kiếm Dao, vẻ mặt của Lục Kiếm Dao thay đổi, trường kiếm bỗng chém mạnh về phía lão nhân, kiếm quang quét ngang ra, tay phải của lão nhân chạm đến đạo kiếm quang kia, sắc mặt hơi thay đổi, nói thầm kiếm ý rất sắc bén tuy nhiên cũng không gây ra được tổn thương chí mạng gì đối với hắn. Lồng giam không gian. Lão nhân hét to một tiếng, lực lượng vô hình lập tức khóa chặt Lục Kiếm Dao cùng kiếm quang của Lục Kiếm Dao tại chỗ. Sắc mặt của Lục Kiếm Dao thay đổi, vào lúc nàng muốn thi triển toàn lực kiếm ý, phá tan lồng giam không gian lão nhân kia tại cười hì hì, sau đó thân hình thoáng động, chụp về phía Lục Kiếm Dao, không biết vô tình hay cố ý, tay của lão già lại có thể chụp vào bộ ngực đầy đặn của Lục Kiếm Dao. Đúng lúc này, kình phong từ sau lưng lão già kéo tới, sắc mặt lão già bỗng thay đổi, chợt xoay người đánh ra một quyền âm một tiếng, nắm đấm của lão nhân cùng nắm đấm của người đánh va chạm vào nhau. Lão nhân liên lùi về sau mấy bước. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Diệp huynh, ngươi. Lục Hà không hiểu nhìn Dương Diệp không rõ tại sao hắn muốn ra tay, đồng thời trong lòng bọn họ cũng hòa khiếp sợ không thôi, thực lực của Diệp Dương này lại có thể mạnh mẽ hơn cường giả cảnh giới tôn giả kia, chẳng lẽ hắn là yêu thú sao? Nàng biết tông tích của Dương Diệp, nếu để cho nàng rơi vào trong tay lão giả biến thái này, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể biết tông tích của Dương Diệp sao? Dương Diệp khẽ nói một tiếng. Nghe vậy, ba người Lục Hà bừng tỉnh hiểu ra, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp, đề phòng nhìn về phía lão nhân kia. Ngươi! Lúc này, Lục Kiếm Dao đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Khóe miệng Dương Diệp nhất thời co rút, nếu như nữ nhân trước mắt này ngu xuẩn đến mức nói ra thân phận của hắn, hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ ngược nữ nhân này 10.000 lần, sau đó ở lấy roi đánh thi thể. Lục Kiếm Dao cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc, đặc biệt giọng nói của người trước mắt này. Còn nữa, từ trên người của người trước mắt nàng cảm nhận được loại cảm giác áp bách, loại cảm giác áp bách này hoàn toàn không có liên quan gì đến cảnh giới mà là kiếm ý. Lúc người trước mắt này xuất hiện trước mặt nàng, kiếm của nàng tự nhiên hơi run lên, kiếm của nàng đang nói cho nàng biết người trước mắt này rất nguy hiểm. Có thể khiến cho kiếm ý tầng 7 đỉnh phong là nàng cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ có một cái khả năng đó chính là kiếm ý của người trước mắt này cao hơn nàng. Khi cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc trên người đối phương, sau đó người đầu tiên nàng nghĩ đến là Dương Diệp, bởi vì phù hợp với hai điểm này, thiên hạ chỉ có Dương Diệp kia. Tuy nhiên cũng may nàng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức lập tức nói ra thân phận của Dương Diệp. Ngươi là ai? Vẻ mặt của lão nhân háo sắc thâm trầm nhìn Dương Diệp, cánh tay trước đó đối quyền với Dương Diệp giấu trong tay áo đã sưng đỏ. Dương Diệp giơ tay phải ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay phải của Dương Diệp biến thành móng vuốt rồng cực lớn, móng vuốt bén nhọn kia khiến cho sắc mặt của lão nhân ở bên cạnh thay đổi, lập tức trong mắt lóe lên lệ khí, tay phải chợt nắm chặt Dương Diệp quát. Lồng giam không gian. Keng. Dương Diệp đột nhiên vung mạnh móng vuốt bên phải, lồng giam không gian của lão nhân giống như thủy tinh bị nghiền nát lập tức bị phá đi. Lão nhân cùng mọi người vô cùng kinh ngạc, thân hình của Dương Diệp thoáng động. Móng vuốt bên phải mang theo tiếng xé gió cực kỳ chói tai trong phút chốc đã tới trước mặt lão nhân, móng vuốt bên phải chụp xuống đỉnh đầu của lão nhân. Sắc mặt lão nhân đang thay đổi, không dám khinh thường, một cây côn sắt màu đen xuất hiện trên tay hắn, hắn vung tay phải lên, côn sắt huyễn hóa ra bóng côn che phủ khắp bầu trời, bao phủ Dương Diệp vào trong. Nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng động nặng nề. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy phần bụng của lão nhân kia đã bị móng vuốt rồng xuyên qua. Cảnh giới linh giả giết chết cảnh giới tôn giả. Mọi người kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp. Lúc nào thì trung vực lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Trong mắt Dạ Thịnh đã trở thành vẻ kiêng kỵ rất sâu, ba người Lục Hà ở bên cạnh lại hưng phấn không thôi. Thực lực của Diệp Dương này kinh khủng như vậy,
có hắn ở đây giết chết Dương Diệp kia chắc chắn không là chuyện khó khăn gì. Dương Diệp thu hồi móng vuốt, sau đó lấy nạp giới của lão nhân xuống, nhìn lướt qua Dương Diệp lập tức hơi bất đắc dĩ, bởi vì lão nhân này thật sự nghèo hết nói nổi, đá năng lượng cực phẩm lại mới có hơn 50 viên, còn lại một ít công pháp cùng huyền kỹ đều chẳng phải là hàng tốt gì. Còn có trong nạp giới của lão nhân này lại có rất nhiều bức vẽ xuân cung đồ và một số đồ kỳ quái khiến nữ nhân vừa nhìn thấy đã xấu hổ đỏ mặt. Biến thái! Dương Diệp thu nhỏ những tập tranh của nạp giới lại, sau đó hơi dùng sức nghiền nạp giới. Vì sao phải thu nhỏ tập tranh? Dĩ nhiên không phải bởi vì Dương Diệp cũng là biến thái, chẳng qua trong tập tranh nhỏ này ghi lại rất nhiều tư thế Dương Diệp chưa từng thấy qua. Ôm thái độ học tập, Dương Diệp thu lấy những tập tranh nhỏ này. Sau khi cất xong tập tranh, Dương Diệp liếc mắt nhìn đám người xung quanh, sau đó đi tới trước mặt Lục Kiếm Giao, nói. Các hạ theo chúng ta đi một chuyến, đừng phản kháng. Thực lực của ta ngươi cũng thấy rồi đấy, ta cũng không muốn vướng tay vướng chân tàn sát hoa đẹp. Lúc này hắn vẫn cần phải giả bộ một chút, nếu không sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Ngoài dự đoán của mọi người, Lục Kiếm Giao lại có thể khẽ gật đầu sau đó nói. Được, nghe ngươi. Dương Diệp muốn ngất xỉu, nữ nhân này thế nào lại không biết làm trò gì hết thế. Tốt xấu gì ngươi cũng phản kháng một chút chứ, cho dù không phản kháng ngươi cũng biểu hiện ra dáng vẻ khó xử cùng thương tâm một chút chứ. Làm gì có người như người vậy, ta muốn bắt người, người dại có thể đồng ý, hơn nữa còn hiện ra vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên, ánh mắt của những bên cạnh đang nhìn Lục Kiếm Giao và Dương Diệp có phần thay đổi kỳ lạ. Chúng ta đi thôi. Thật đúng là bại bởi Lục Kiếm Giao này. Dương Diệp xoay người rời đi. Lục Kiếm Giao vội vàng đi theo. Ba người Lục Hà liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhiều huyền giả xung quanh mặc dù hơi nghi ngờ không tin, nhưng xét thấy thực lực của Dương Diệp bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ không tin chứ không dám giữ đám người Dương Diệp lại. Chẳng qua là mọi người rất tò mò, lúc nào thì trung vực lại xuất hiện một vị thiên tài siêu cấp. Túy Tiên Lầu. Trong một gian phòng, Lục Kiếm Giao không ngừng quan sát Dương Diệp, nàng hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mỗi lần muốn nói chuyện đều sẽ bị một luồng kiếm ý như có như không bao phủ, khiến cho nàng rất buồn bực. Lúc này Dương Diệp cũng là hơi buồn bực, hắn là không muốn vào lúc này ở cùng với Lục Kiếm Giao bởi vì ở bên cạnh nữ nhân này rất dễ dàng để lộ thân phận. Nhưng không có cách nào hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Chẳng qua là rốt cuộc nên xử lý nữ nhân này như thế nào. Để cho nàng theo mình chắc chắn là không được, bởi vì thật sự rất nguy hiểm. Người quen biết Dương Diệp. Người hỏi là Mạc Khinh Nguyệt. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, thầm nghĩ nữ nhân này chẳng lẽ là muốn báo thù cho đường tỷ của nàng. Chỉ là nếu báo thù thì nữ nhân này hình như có hơi quá yếu, kém hơn đường tỷ này rất nhiều. Lục Kiếm Giao khẽ gật đầu nói. Ta biết, các ngươi muốn giết chết Dương Diệp. Muốn lấy giải thưởng mê người nhưng các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết được hắn sao? Thực lực của ta các ngươi cũng thấy được rồi chứ? Kiếm ý tầng 7 còn có thể huyền kỹ thiên cấp, ngoại trừ Dương Ặc ngoại trừ Diệp Dương này ra, ba người các ngươi ai có thể chiến thắng được ta? Ngươi nói vậy là có ý gì? Tư Không Minh hỏi. Lục Kiếm Giao nói. Không có ý gì, chẳng qua là muốn nói cho các ngươi biết, lấy thực lực của ta khi đối mặt với Dương Diệp. Nếu như hắn dùng hết sức lực có thể ngay cả cơ hội đánh trả ta cũng không có. Nói như thế này đi, tất cả thế giới nhân loại ngoại trừ yêu nghiệt An gia kia ra, sợ rằng đã không có người cùng cấp có thể chiến thắng Dương Diệp. Các ngươi đi tìm hắn, thật sự là đâm đầu vào chỗ chết. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao, hóa ra nữ nhân này còn biết nịnh hót. Đâm đầu vào chỗ chết. Tư Không Minh bật cười một tiếng nói. Vậy thì chưa chắc. Ta thừa nhận nếu như chúng ta đơn đả độc đấu chắc chắn không phải là đối thủ của Dương Ma đầu kia, nhưng ba người chúng ta liên thủ chính là cảnh giới tôn giả cũng có thể chém giết. Hơn nữa bây giờ chúng ta lại thêm Diệp Huynh, có thêm Diệp Huynh chúng ta có lòng tin có thể đối phó với cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Từ rất lâu rồi Dương Diệp đã có thể chém giết cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Lục Kiếm Giao khẽ nói một tiếng. Vẻ mặt của ba người Lục Hà thay đổi. Im lặng một lát Lục Hà nhìn về phía Dương Diệp nói. Diệp Huynh, người cộng thêm ba người chúng ta nữa, người có lòng tin đối phó Dương Diệp kia không? Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Lục Huynh, trước khi tới đây ta đã thu thập tư liệu của Dương Diệp. Nếu như nói về đơn đả độc đấu,
Giống như lời Lục cô nương nói, ngoại trừ Vũ Thần An Nam Tĩnh ra, sợ rằng trong cùng cấp đã không có người là đối thủ của hắn, thật xấu hổ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta bốn người liên thủ, ta chỉ có thể nói có cơ hội, nhưng có thể bốn người chúng ta sẽ có hai người, thậm chí ba người, nói không chừng tất cả mọi người đều sẽ chết ở trong tay hắn. Dương Diệp cảm thấy, hắn vẫn là nên thử khiến cho những người này đừng nên có ý đồ với hắn nữa, không phải sợ hãi, chẳng qua là có thể ít một chút phiền toái thì cũng tốt. Hơn nữa trong lòng hắn có một kế hoạch, đáng tiếc phải có những người này tới phối hợp với hắn, điều kiện trước tiên là những người này đừng có ý đồ với hắn. Nghe Dương Diệp nói vậy, ba người Lục Hạ im lặng. Bọn họ không tin Lục Kiếm Giao nói, nhưng Diệp Dương trước mắt này nói bọn họ vẫn hơi chút tin tưởng. Bởi vì cường giả đều kiêu ngạo, mà Diệp Dương trước mắt này cũng là vô cùng kiêu ngạo, từ một loạt hành động ra tay dứt khoát trước đó của hắn có thể thấy được nếu chính hắn cũng nói mình không bằng Dương Diệp, đây chắc hẳn là sự thật. Chỉ là lại phải bỏ qua như vậy sao? Cuối cùng ba người vẫn hơi không cam lòng. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Thật ra, chúng ta có thể đã bị La Tuấn kia lợi dụng. Mọi người suy nghĩ thử xem, thực lực đế quốc đỉnh hắn cường hãn như vậy, cường giả cảnh giới tôn giả vô số kể, vì sao chính hắn không phái cường giả tới giết Dương Diệp, mà là phải làm lệnh truy nã gì đó. Các ngươi suy nghĩ thử xem chuyện này có bình thường không? Lợi dụng. Ba người không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Các ngươi suy nghĩ thử xem hắn đưa ra lệnh truy nã này, thiên tài yêu nghiệt của các tông môn các ngươi có phải là đều đi tìm Dương Diệp hay không? Các ngươi đều đi tìm Dương Diệp, vậy di tích thánh giả Lưu Vân của đất Man Hoang sẽ không phải của một mình La Tuấn hắn hay sao? Nếu không nhanh chóng chen lên cũng có thể sẽ bớt đi rất nhiều kẻ cạnh tranh, không phải sao? Bộp, Tư Không Minh một trưởng vỗ lên bàn đá bên cạnh, bàn đá lập tức bị nghiền nát, nói. Gia tộc Tư Không ta vốn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, hóa ra La Tuấn kia giết Dương Diệp là giả, muốn dùng Dương Diệp để điều chúng ta đi mới là thật. Mẹ kiếp, không hổ danh là người của Hoàng Thất, nham hiểm như thế. Ngoại trừ Mạc Khinh Nguyệt, vẻ mặt của Lục Hà cũng thâm trầm, rõ ràng hắn cũng cảm thấy bị người hãm hại. Chỉ có Mạc Khinh Nguyệt nhìn Dương Diệp, trong mắt dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Dương Diệp lại nói, thật ra, lần này mục tiêu chính của ta cũng không phải Dương Diệp mà là di tích thánh giả kia, bởi vì nghe nói trong di tích thánh giả có thể có một số kỹ pháp phù văn thời thượng cổ phù. Các ngươi biết, loại đồ vật này đối với phù văn sư chúng ta mà nói quan trọng tới mức nào. Chẳng qua là không nghĩ tới sau khi đi tới Thiên Vũ Thành này, Thiên Vũ Thành lại đóng cửa thành vây khốn ta ở nơi này. Diệp huynh cũng muốn đi di tích thánh giả sao? Lục Hà đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Di tích của cường giả cảnh giới thánh giả, sao ta có thể bỏ qua như vậy được? Lục Hà cười nói. Nếu như vậy, chúng ta đây không bằng kết bạn đi tới di tích thánh giả, huynh thấy thế nào? Ta biết thực lực của Diệp huynh cường hãn, có thể không thích cùng người khác kết bạn, nhưng nhiều người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, hơn nữa ba người ta tự hỏi thực lực cũng được xem như cũng ổn, nhất định sẽ không kéo chân sau của Diệp huynh. Còn nữa, di tích thánh giả bây giờ khẳng định cũng là long xà hỗn tạp, có lẽ còn có cường giả ma tộc yêu tộc lẩn vào trong đó, chúng ta kết bạn cùng nhau, cũng nhiều hơn một phần bảo đảm không phải sao. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, hắn muốn chính là những lời này của đối phương. Ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, nói. Kết bạn đương nhiên có thể, ta cũng không tự phụ đến mức cho là mình vô địch. Chẳng qua là Lục huynh, bây giờ chúng ta bị nhốt ở Thiên Vũ Thành này làm thế nào mới ra ngoài được. Lục Hà nhìn về phía Tư Không Minh, người sau cười hi hi nói. Chuyện này đơn giản, bởi vì thành chủ của Thiên Vũ Thành này là cậu của ta. Để cho hắn ngoại lệ một lần vì chúng ta cũng không khó lắm, dù sao mục tiêu của hắn chẳng qua cũng chỉ là Dương Diệp. Tảng đá trong lòng Dương Diệp cuối cùng cũng rơi xuống nói. Nếu đã như thế, vậy bây giờ chúng ta liền lên đường. Nếu đi trễ sợ rằng chúng ta chỉ có thể đi sửa mái nhà dột. Ta cũng muốn đi. Lúc này, đột nhiên Lục Kiếm Giao lên tiếng. Các ngươi muốn ra thành. Trong phủ thành chủ Hạ Anh Hậu nhìn đám người Dương Diệp trước mắt hỏi. Tư Không Minh khẽ gật đầu nói. Cậu, chúng ta đã suy nghĩ cẩn thận. Ở nơi này tìm kiếm Dương Diệp hoàn toàn là lãng phí thời gian. Có thời gian này còn không bằng kết bạn cố gắng đi rèn luyện một phen, có lẽ còn có chút kỳ ngộ. Hơn nữa cho dù chúng ta tìm được Dương Diệp thì thế nào? Cường giả của Thiên Vũ Thành này nhiều như vậy, lại còn có cường giả cảnh giới tôn giả,
tìm được cũng chưa chắc là của chúng ta. Hạ Anh Hậu im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi không thể ra thành. Vì sao? Tư Không Minh không hiểu hỏi. Hạ Anh Hậu nói. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu chẳng may để cho Dương Diệp lừa dối qua cửa ải, đầu cậu của người là ta sẽ rơi xuống đất có biết hay không? Còn nữa, bây giờ trong thành rất nhiều người đều muốn ra thành, nếu như ta mở cửa thành thả các ngươi ra ngoài, chuyện này sẽ khiến nhiều người tức giận. Cư dân của Thiên Vũ Thành này đều là thất phu, có trời mới biết bọn họ sẽ gây ra chuyện gì nữa. Tư Không Minh còn muốn nói gì nữa, Dương Diệp lại lắc đầu với hắn, sau đó lấy ra một sấp bùa chú cùng với hơn 100 viên đá năng lượng cực phẩm đặt ở trên bàn nói. Hạ thành chủ, chúng ta biết khó khăn của ngươi, nhưng cũng xin ngươi thông cảm cho chúng ta đều là huyền giả, cần phải không ngừng rèn luyện để nâng cao mình. Hơn nữa mục tiêu của Hạ thành chủ chẳng qua là Dương Diệp mà thôi, để chúng ta ở chỗ này, hoàn toàn không có chỗ dùng gì, ngươi nói phải không? Hạ Anh Hậu nhìn lướt qua bùa chú trên bàn, khóe mắt nhất thời hơi co rút, sau đó quan sát Dương Diệp lần nữa nói. Ta cũng quen biết một số phù văn đại sư của Trung Vực, không biết tôn sư của các hạ là. Xin lỗi, nói thật lòng lần này ta đi ra ngoài là gạt sư tôn mà đi, bởi vì hắn không muốn để cho ta cuốn vào những chuyện lộn xộn, chỉ muốn cho ta an tâm chế tạo bùa chú. Nhưng chế tạo bùa chú thật sự quá khô khan quá nhàm chán, hết cách ta chỉ có thể tự mình chạy đi. Dương Diệp nói. Hạ Anh Hậu cười nói. Thì ra là thế, thật ra, thả các ngươi ra khỏi thành cũng không có gì, chẳng qua là các ngươi có thể không biết các thành thị phía sau đều đã mở giai đoạn phòng bị, các ngươi ra khỏi chỗ của ta đến phía sau vẫn sẽ bị cản lại. Vì một Dương Diệp đế quốc đỉnh Hán lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lục Hà cau mày nói. Hạ Anh Hậu nói. Ta cũng rất tò mò, chỉ là một Dương Diệp mà thôi. Thực lực cho dù có nghịch thiên hơn nữa cũng không thể khiến cho đế quốc chuẩn bị động tĩnh lớn như vậy mới phải. Tuy nhiên những điều này không phải là điều chúng ta nên quan tâm, điều chúng ta phải làm chính là làm tốt sự sắp xếp của phía trên là được rồi. Bây giờ các ngươi còn muốn ra khỏi thành sao? Dương Diệp do dự một lát nói. Không biết Hạ thành chủ có thể có cách gì để cho chúng ta giảm bớt những phiền phức phía sau không? Đương nhiên, sẽ không để cho Hạ thành giúp đỡ không công. Trong lòng Hạ Anh Hậu vui mừng, thầm nghĩ phù văn sư quả nhiên đều là người ra tay rộng rãi. Giả vờ ra vẻ khó xử một chút, lúc này Hạ Anh Hậu mới lấy ra một tấm bản đồ lơ lửng trên không trung nói. Ta nghĩ mấy người các người chắc là muốn đi di tích thánh giả. Thật ra đi di tích thánh giả có thể không cần đi qua địa bàn của đế quốc đỉnh Hán, còn có một đường tắt. Các ngươi nhìn chỗ này, sau khi ra khỏi thành các ngươi đi về hướng Nam Bắc, trải qua, vùng đầm lầy, sau đó vượt qua. Núi Hám Thiên cuối cùng đi qua, sa mạc người chết các ngươi sẽ đến đất man hoang. Nghe được Hạ Anh Hậu nói vậy, ba người Lục Hà ở bên cạnh nhíu chặt mày. Tư Không Minh hơi tức giận nói. Cậu, có phải người là muốn cho chúng ta đi chịu chết hay không? Vùng đầm lầy, đó là chỗ ở của tộc cá sấu ăn thịt người đó, mỗi một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành cũng tương đương với một cường giả cảnh giới tôn giả. Còn nữa núi Hám Thiên nơi đó là nơi ở của những kẻ nào chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Đó là những kẻ điên, gặp người thì giết. Hai nơi này cháu không nói, nhưng mà sa mạc người chết, cậu à, cậu thật sự muốn hại chết cháu ngoại trai của mình à? Hạ Anh Hậu trừng mắt liếc Tư Không Minh, nói. Vậy tiểu tử ngươi muốn thế nào? Cậu của ngươi chỉ là một thành chủ, cũng không phải nhân vật gì lớn, không có cách nào khiến cho ngươi từ đế quốc đi thẳng đến đất man hoang. Nếu như các ngươi không muốn đi đường này, vậy cũng chỉ có thể chờ đế quốc hủy bỏ lệnh đề phòng. Tuy nhiên theo ta thấy trước khi chưa tìm ra Dương Diệp, chỉ sợ sẽ không hủy bỏ đâu. Dù sao có đi hay không chính là xem các ngươi quyết định. Nói xong, Hạ Anh Hậu thu bùa chú cùng đa năng lượng cực phẩm trên bàn vào. Dương Diệp im lặng, ngược lại hắn không phải là sợ vùng đầm lầy hay là sa mạc người chết gì đó, chỉ là hắn cũng không quen thuộc những chỗ này. Tùy tiện nói ra rất có thể sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Còn nữa, nếu như hắn lập tức đồng ý với Hạ Anh Hậu đi đường này khó tránh khỏi biểu hiện quá mức nóng lòng, không có cách nào hắn chỉ có thể im lặng. Chẳng lẽ chúng ta không thể bay qua những chỗ này sao? Lúc này Lục Kiếm Giao đột nhiên nói. Tư Không Minh lắc đầu nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Nói xong nhìn về phía Dương Diệp nói. Diệp huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết những chỗ này rất nguy hiểm đáng sợ.
nếu chúng ta từ nơi này đi qua rất có thể không tới đất man hoang đã chết. Tư Không huynh, ta muốn hỏi một chút, trước đây có cường giả cảnh giới linh giả đi qua những chỗ này chưa? Dương Diệp hỏi. Tư Không Minh sửng sốt, Lục Hà ở bên cạnh hắn nói tiếp. Tông môn khác ta không biết, Phô Cực Tông ta đã có người đi đến những chỗ này rèn luyện, còn có một số nhiệm vụ của tông môn ta cũng và cần phải hoàn thành ở những chỗ này. Rất nhiều sư huynh hoàn thành những nhiệm vụ này cũng là cảnh giới linh giả. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đã chết ở những chỗ này. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Nếu bọn họ có thể vì sao chúng ta không thể? Thứ cho ta nói thẳng, con người chỉ không ngừng khiêu chiến những chuyện mình cho rằng không thể nào làm được mới có thể không ngừng đột phá mình, nâng cao mình. Hơn nữa những chỗ này tuy nguy hiểm đáng sợ, ta nghĩ cũng không thể nguy hiểm đáng sợ hơn di tích thánh giả phải không? Lục Hà lắc đầu cười nói. Diệp huynh, người đi làm phù văn sư thật sự hơi đáng tiếc. Nếu như người có thể chuyên tâm về con đường võ đạo có lẽ trung vực ta cũng có thể xuất hiện một kiếm hoàng hoặc vũ thần. Cũng được, sẽ cùng Diệp huynh thử một lần xông lên. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Khinh Nguyệt cùng Tư Không Minh ở bên cạnh, ngược lại Mạc Khinh Nguyệt không do dự, lập tức khẽ gật đầu, tỏ ý bằng lòng đi đường này. Tư Không Minh do dự một lát, cũng khẽ gật đầu. Dương Diệp khẽ gật đầu, lấy tấm bản đồ vào, lại đưa ra thêm 50 viên đá năng lượng cực phẩm cho Hạ Anh Hậu, sau đó nói. Chuyện ra khỏi thành sẽ làm phiền Hạ thành chủ. Hạ Anh Hậu thu hồi đá năng lượng cực phẩm cười nói. Chuyện nhỏ thôi. Buổi tối ánh trăng sáng nhô lên cao. Dưới sự sắp xếp của Hạ Anh Hậu, Dương Diệp đã lặng lẽ ra khỏi cửa thành, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Nhìn Thiên Vũ Thành trước mặt trong lòng Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Người bên trong này quả thật là ai cũng muốn giết hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm những người này báo thù, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì những người này chỉ là kẻ ngốc bị La Tuấn lợi dụng mà thôi. Giết sạch những người này hoàn toàn không lợi ích gì đối với hắn, cũng không đả thương được gốc rễ của La Tuấn. Trước đây, Dương Diệp là không tin kẻ thù xưa, nhưng bây giờ hắn tin. Hắn cùng với La Tuấn đồng thời xuất hiện ở một thời đại đã định sẵn bọn họ là kẻ thù xưa. Bởi vì bọn họ ai cũng không thể thuần phục ai, hai người ai cũng đều là thiên tài tuyệt thế có một không trong thiên hạ. Tục ngữ nói rất hay một núi không thể có hai hổ, bọn họ nhất định chỉ có một người có thể sống. Sau khi đám người Dương Diệp rời khỏi Thiên Vũ Thành khoảng chừng một canh giờ, Liễu Sướng Nguyên cùng một tên nam tử khôi ngô đi tới Thiên Vũ Thành. Đế, có thể tìm ra được tên Dương Diệp kia không? Liễu Sướng Nguyên hỏi. Nam tử khôi ngô im lặng một lát. Sau đó nằm sấp trên mặt đất, chiếc mũi hơi kỳ lạ áp sát mặt đất, sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái. Một lát sau nam tử khôi ngô đứng dậy, sau đó nói. Trong thành không có khí thức của hắn, chắc hẳn hắn cũng không ở trong thành. Sắc mặt Liễu Sướng Nguyên trầm xuống, lúc này nam tử khôi ngô lại nói. Tuy nhiên trong thành có khí thức hắn lưu lại, điều này nói rõ hắn đã từng ở trong thành. Nói xong. Ngón tay của nam tử khôi ngô chỉ về phương Bắc nói. Chắc hẳn là hắn đi về nơi đó, con đường nơi đó có khí tức còn sót lại của hắn. Đi. Thân hình Liễu Sướng Nguyên thoáng động, biến mất, nam tử khôi ngô vội vàng đi theo. Sau khi Liễu Sướng Nguyên đi rồi, một nữ tử che mặt trên người mặc áo giáp màu tím, đi tới Thiên Vũ Thành, sau đó lao thẳng đến phủ thành chủ. Không biết đặc sứ giá lâm, không tiếp đón từ xa mong rằng đặc sứ thứ lỗi. Hạ Anh Hậu hơi thi lễ với nữ tử mặc áo giáp màu tím trước mắt, khiêm tốn nói. Cho dù hắn cùng nữ tử trước mắt đều là cảnh giới tôn giả, nhưng hắn tự biết rõ ràng, đó chính là hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương, bởi vì đối phương là cấm quân hoàng cung của đế quốc Hán Đỉnh, cũng chính là tâm phúc của đương kim thiên tử. Cấm quân chỉ thần phục hoàng đế, đây là một đội quân mà nhân hoàng cũng kiêng kỵ, đồng thời không có cách nào nắm giữ. Nữ tử che mặt nói. Hạ thành chủ không cần đa lễ, ta tới là nói cho hạ thành chủ biết, Dương Diệp đã không còn ở Thiên Vũ Thành. Gì chứ? Hạ Anh Hậu nhất thời kinh sợ, nói. Tuyệt đối không thể nào, ta đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên Vũ Thành, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài, Dương Diệp sao có thể chạy đi như vậy được? Nữ tử che mặt nói. Ta không phải tới để tranh luận với hạ thành chủ ngươi. Từ giờ trở đi tất cả quân đội của Thiên Vũ Thành thuộc về ta quản lý. Có hai chuyện, thứ nhất, thông báo với tất cả mọi người bên trong Thiên Vũ Thành, nói là Dương Diệp đã rời khỏi Thiên Vũ Thành,
Thứ hai, triệu tập tất cả huyền giả cảnh giới linh giả ngũ phẩm trở lên trong Thiên Vũ Thành đến cửa thành phía bắc tập hợp, trong một khắc người nào không đến giết không tha. Nói xong, nữ tử che mặt xoay người rời đi, lúc đi tới cửa nàng lại ngừng lại nói. Bao gồm hạ thành chủ ngươi. Vùng đầm lầy. Vùng đầm lầy, tên cũng giống như ý nghĩa là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy này rất lớn, còn muốn lớn hơn Thiên Vũ Thành gấp 5 lần. Trong đó có rất nhiều cá sấu ăn thịt người, cá sấu ăn thịt người trưởng thành tương đương với cường giả cảnh giới tôn giả của nhân loại, mà ở bên trong khu vực đầm lầy này, cá sấu ăn thịt người trưởng thành hoàn toàn không có cách nào thống kê hết, có ít nhất 50 con trở lên. 50 cường giả cảnh giới tôn giả. Lúc nghe tới số lượng này, Dương Diệp cũng bị dọa cho giật mình, tuy nhiên cũng may những cá sấu ăn thịt người này không phải là động vật sống thành đàn, đặc biệt là cá sấu ăn thịt người trưởng thành. Bọn chúng đều có địa bàn của mình, nói cách khác bọn chúng là xa nhau. Chỉ cần là xa nhau, muốn đối phó thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng có một vấn đề xảy ra trước mặt mấy người, đó chính là làm sao qua được đầm lầy này. Đi, vùng đầm lầy mặc dù là đầm lầy, nhưng cũng không phải tất cả đều là đầm lầy, cũng có rất nhiều đường, nhưng vấn đề là từ những chỗ này đi qua, rất có thể gặp phải rất nhiều cá sấu ăn thịt người bao vây tấn công. Lấy thực lực của mấy người bọn họ thật sự không có lòng tin một đường đánh tới cùng. Còn bay ư, người có thể bay bao lâu? Nếu như trên đường đang bay hết huyền khí sau đó sẽ rơi vào trong đầm lầy. Đi. Sau khi im lặng một hồi, Dương Diệp quyết định, dùng cách bay, nếu như sử dụng cửu u kiếm vũ, ngược lại hắn có thể, nhưng vấn đề là có thể sử dụng được sao? Đây đã trở thành dấu hiệu riêng của hắn. Không cần cửu u kiếm vũ, chỉ dựa vào cánh chim huyền khí. Thành thật mà nói hắn cũng không nắm chắc có thể bay qua đầm lầy này hay không bởi vì quá xa. Hơn nữa bên cạnh còn có đám người lục kiếm giao, hắn không được đám người lục kiếm giao lại càng không được. Nghe Dương Diệp nói vậy, lục kiếm giao hơi hưng phấn nóng lòng muốn thử, dù sao có Dương Diệp ở đây, nàng cảm thấy có nhiều cá sấu ăn thịt người hơn nữa cũng không sao. Khóe miệng của đám người lục hà bên cạnh khẽ giật, thật sự là trong lòng không nắm chắc lắm. Mấy người mới vừa vào vùng đầm lầy. Dương Diệp lại đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía xa. Im lặng một lát, Dương Diệp nói. Các ngươi đi trước, ta có chút chuyện phải xử lý xong ta sẽ đuổi theo các ngươi. Mấy người sửng sốt, Lục Hà nói. Diệp huynh, ngươi không đi cùng chúng ta. Nếu như Diệp Dương trước mắt này không đi cùng bọn họ, Lục Hà là không có lòng tin có thể đi qua đầm lầy này. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Nói thật. Sư môn của ta có thể phái người tới bắt ta về. Nếu các ngươi, đây bọn họ sẽ giận chó đánh mèo lên các ngươi. Một mình ta ở nơi, đây, chuyện còn có thể cứu vãn được, nếu như thật sự không được, lấy thực lực của ta vẫn có thể trốn. Đám người Lục Hà hiểu rõ, lấy thực lực của Dương Diệp đánh không lại người của sư môn mình trốn là không có vấn đề, nhưng bọn họ ở nơi đây, bọn họ lại không có thực lực bằng người ta, đơn giản chính là cản trở. Cho dù có công kích người nhưng cũng không có cách nào, đây là hiện thực. Hơn nữa Diệp huynh trước mắt này đã rất nể mặt bọn họ rồi. Chẳng qua là ba người hơi tò mò, rốt cuộc sư môn của Dương Diệp này là lai lịch gì. Tuy nhiên, người ta rõ ràng là không muốn để cho bọn họ biết, hơn nữa bọn họ cũng không muốn cuốn vào chuyện trong sư môn của người khác. Nghĩ đến đây, Lục Hà nói. Diệp huynh bảo trọng. Nói xong. Cùng Tư Không Minh còn có Mạc Khinh Nguyệt xoay người rời đi, chẳng qua là lúc Mạc Khinh Nguyệt xoay người rời đi ánh mắt dừng lại mấy giây trên người Dương Diệp. Ngươi cũng đi đi, Dương Diệp nhìn Lục Kiếm Giao trước mắt nói, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Ngươi đuổi theo giết ngươi rất mạnh. Lục Kiếm Giao hỏi. Dương Diệp gật đầu nói. Ngoại trừ mấy cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung này ra, người đến là cường giả cảnh giới tông giả ta mạnh nhất mà ta đã gặp. Cho dù cách xa mấy trăm dặm, ta cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cường giả sắc bén này trên người hắn. Ngươi ở lại sẽ không giúp đỡ được gì cho ta, đuổi theo Lục Hà bọn họ, có bọn họ ở đó ngươi có thể an toàn đến được đất man hoang. Ngươi sẽ thắng, đúng không? Lục Kiếm Giao nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nói, thắng thì ta không dám cam đoan, dù sao cũng sẽ không chết. Lục Kiếm Giao phì cười nói, ta biết, đánh không lại thì bỏ chạy. Ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ngoại trừ mấy cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung này ra,
người đến là cường giả cảnh giới tông giả ta mạnh nhất mà ta đã gặp. Cho dù cách xa mấy trăm dặm, ta cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cường giả sắc bén này trên người hắn. Ngươi ở lại sẽ không giúp đỡ được gì cho ta, đuổi theo Lục Hà bọn họ, có bọn họ ở đó ngươi có thể an toàn đến được đất man hoang. Ngươi sẽ thắng, đúng không? Sau khi Lục Kiếm Giao rời đi, Dương Diệp bỏ áo choàng, thay đổi lại trang phục ban đầu. Nếu đối phương đã đuổi theo vậy đại diện cho thân phận của hắn đã bị lộ, có che giấu nữa cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là hắn rất tò mò, người tới làm sao có thể nhìn rõ được thân phận của hắn, đồng thời còn biết hành tung của hắn. Hai bóng người rớt xuống cách chỗ Dương Diệp không xa. Liễu Sướng Nguyên đánh giá Dương Diệp, nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Trường thương của Liễu Sướng Nguyên chĩa vào Dương Diệp, thương ảnh sắc bén quen thuộc bắn ra, lập tức đi trước mặt Dương Diệp, vô cùng nhanh chóng mãnh liệt. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, quyền phải chợt đánh ra, cùng với thương ảnh kia va chạm vào nhau. Keng một tiếng, thương ảnh bị đánh tan. Thấy thế, Liễu Sướng Nguyên nhếch miệng cười nói. Không hổ danh là kiếm hoàng, dựa vào một đòn này của ngươi ta đã biết ta không uổng công tìm ngươi. Cho dù ta rất muốn chờ sau khi ngươi trở thành huyền giả cảnh giới tôn giả ta sẽ tới giết ngươi bởi vì như vậy sẽ kích thích hơn. Nhưng đáng tiếc sư môn có lệnh ta không dám không nghe theo, tuy nhiên ngươi yên tâm, để tỏ lòng tôn kính với xưng hô kiếm hoàng này đợi lát nữa ta sẽ khiến cho ngươi chết thể diện một chút. Dương Diệp nói, ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào để phát hiện được ta. Liễu Sướng Nguyên cười hì hì, sau đó chỉ vào đại hán bên cạnh nói. Hắn là yêu thú, là thần thú thượng cổ hậu duệ của thính đế, chỉ cần là người bị hắn ngửi qua cả đời hắn sẽ không quên. Mà thần thông thiên phú của hắn tên là theo dõi vạn dặm, chỉ cần ngửi qua khí tức của đối phương, đồng thời chỉ cần đối phương đứng ở trên mặt đất, hắn có thể trong phạm vi ngàn dặm chính xác tìm được đối phương. Vì giết ngươi, Thượng Tiêu Tông ta không chỉ gọi ta từ yêu vực trở về, còn phải phái hắn ra. Không thể không nói đối xử với người như vậy ngươi cũng nên cảm thấy vinh quang rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đại hán, sau đó lắc đầu nói. Không còn nghi ngờ gì rồi, bây giờ, ngươi là một người lên, hay là hai người các ngươi cùng tiến lên? Ha ha, Liễu Sướng Nguyên cười điên cuồng nói. Ta vừa tới trung vực đã nghe nói ngươi rất điên cuồng, không nghĩ tới ngươi còn điên cuồng hơn ta nghĩ. Cùng tiến lên, Dương Diệp. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi là tổ sư kiếm tông năm xưa sao? Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi xem thử, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Dứt lời, Liễu Sướng Nguyên đột nhiên lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, một thanh kiếm hiện lên ánh sáng lạnh đã đi tới trước mi tâm của Dương Diệp cách mấy phân, từ giây phút Liễu Sướng Nguyên bắt đầu động thủ đến khi mũi thương đi tới mi tâm của Dương Diệp, thời gian vẫn chưa tới nửa hơi. Keng! Một thanh kiếm toàn thân hiện lên hàn quang lạnh như băng chắn ở chỗ mũi thương một kiếm chợt chấn động mạnh. Trong phút chốc ngân thương chợt xoay tròn, thương quang sắc bén phun mạnh ra ngoài, lúc này toàn thân của hàn kiếm cũng hơi run lên, kiếm ý sắc bén. Cùng ánh sáng lạnh rút xuống, va chạm vào luồng thương quang kia. Sóng công kích từ một thương một kiếm chợt khuếch tán ra, Liễu Sướng Nguyên lui về phía sau vài chục bước, Dương Diệp cũng là lui vài chục bước. Trên gương mặt của Liễu Sướng Nguyên đầy vẻ hưng phấn nói. Không hổ danh là kiếm hoàng, vô cùng khỏe, tiếp tục. Lời còn chưa nói xong, Liễu Sướng Nguyên người đã đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp đang chuẩn bị xuất kiếm, lúc này Liễu Sướng Nguyên lại là cười hì hì, sau đó thân thế run lên bần bật, tiếp theo chỉ là trong nháy mắt, xung quanh Dương Diệp đã xuất hiện rất nhiều, Liễu Sướng Nguyên, Dương Diệp khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh. Đó cũng không phải thân pháp gì, chẳng qua là tốc độ của Liễu Sướng Nguyên quá nhanh tạo thành tàn ảnh. Hắn kiếm tâm thông minh, chính là nhắm mắt lại cũng biết người nào là chân thân của Liễu Sướng Nguyên. Nhưng Dương Diệp không có lòng xem thường bởi vì loại tốc độ này của đối phương, còn muốn khủng khiếp xa hơn thân pháp huyền kỹ. Đây là tốc độ thuần túy, cho dù hắn biết chân thân của đối phương, nhưng không nắm chắc có thể giết chết đối phương, bởi vì tốc độ quá nhanh. Vào lúc mũi thương của Liễu Sướng Nguyên sắp đâm vào cổ họng Dương Diệp, một thanh kiếm lại chính xác không sai lầm chắn trước ở mũi thương của hắn. Keng, một tiếng, trường thương cùng mũi thương phát ra một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang dội. Hai người bị lực lượng khổng lồ của đối phương chấn động lần nữa lại lùi về phía sau vài chục bước. Kiếm tâm thông minh. Hai mắt của Liễu Sướng Nguyên híp lại,
trong mắt lần đầu tiên có vẻ nghiêm trọng, cũng là lần đầu tiên cảm thấy vị kiếm hoàng trước mắt này hình như không yếu như hắn nghĩ. Tuy nhiên cũng không sao, hắn còn chưa nghiêm túc. Vào lúc Liễu Sướng Nguyên chuẩn bị động thủ lần nữa, một đội nhân mã từ phía xa chạy tới, không bao lâu, đội nhân mã đã đi tới bên cạnh hai người, vẻ mặt của Liễu Sướng Nguyên trầm xuống, Dương Diệp lại nhíu mày. Bởi vì tới đội nhân mã này có hơn 300 người, hơn nữa mỗi người đều là cảnh giới linh giả ngũ phẩm trở lên, trong đó còn có 4 gã cường giả cảnh giới tôn giả. Nếu như những người này ra tay, hắn sẽ hoàn toàn không do dự xoay người chạy. Đây là cái gọi là một đấu một của ngươi. Dương Diệp nhìn Liễu Sướng Nguyên, trên mặt hoàn toàn không che giấu vẻ châm chọc cùng xem thường. Liễu Sướng Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía nữ tử áo giáp màu tím nói. Các ngươi là người nào? Cấm vệ quân của hoàng gia, nhận lệnh lùng bắt Dương Diệp. Giọng nói của nữ tử áo màu tím hoàn toàn không mang theo chút tình cảm. Hắn là của ta. Liễu Sướng Nguyên trầm giọng nói. Hắn là người đế quốc muốn truy bắt, nếu như những người không có nhiệm vụ muốn quấy nhiễu, giết chết không cần luận tội. Trong mắt nữ tử lộ ra sát ý. Đế quốc. Liễu Sướng Nguyên cười hì hì, nói. Thượng Tiêu Tông ta lúc nào thì cần phải nghe đế quốc đỉnh hán của ngươi nói. Má nó, nếu ngươi còn không cút, có tin ta nhốt ngươi ở chỗ này hay không? Dương Diệp ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm, hắn đương nhiên sẽ không chạy, bây giờ chạy, hai người này tuyệt đối sẽ tạm thời bỏ qua mâu thuẫn giữa hai bên, sau đó cùng nhau chống lại hắn, hắn cũng không ngu như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không đến xem kịch vui, Cửu U Kiếm Vũ đã xuất hiện sau lưng hắn. Vỏ kiếm màu xanh lam đeo ở sau lưng của hắn, cùng lúc đó đá siêu phẩm năng lượng trong lòng đã chuẩn bị xong, thần hành phù cùng với các phải bùa chú cũng vô vào trên thân. Chỉ cần tình hình không ổn, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phát động công kích hoặc chạy trốn. Giết! Thân hình của nữ tử che mặt thoáng động, chớp về phía Liễu Sướng Nguyên, đám người ở phía sau ngẩn người, sau đó vội vàng lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu ra tay với hai người Liễu Sướng Nguyên. Liễu Sướng Nguyên nheo mắt, hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại thật sự đánh, nếu như là một đấu một hắn đương nhiên không sợ, nhưng vấn đề là bây giờ người ta là một đám người đấy. Cường giả cảnh giới linh giả, 4 gã cường giả cảnh giới tôn giả, loại đội hình này thật sự mẹ nó quá không nói đạo nghĩa giang hồ. Này, nữ nhân, có bản lĩnh một đấu một đi, người vây đánh tính là bản lĩnh gì? Liễu Sướng Nguyên cùng đại hán bên cạnh hắn vừa chống đỡ, vừa kêu nói. Đần độn. Dương Diệp ở bên cạnh lắc đầu, một đấu một, người ta cũng không phải đần đột, dựa vào cái gì một đấu một với ngươi. Cho dù nam tử cầm thương trước mắt này ngu xuẩn một chút, nhưng thực lực lại là rất mạnh. Lấy sức lực của một người, lại có thể dưới sự bao vây tấn công của mọi người mà không bại, tuy rõ ràng ở thế yếu, nhưng là vẫn thành thạo rời đi. Có thể nói nam tử cầm thương trước mắt này là một cường giả cảnh giới tôn giả rất yêu nghiệt mà Dương Diệp đã gặp qua. Thậm chí. Dương Diệp cảm thấy tên cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung kia chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng người cầm thương trước mắt này. Còn có hai người cũng thu hút chú ý của Dương Diệp, đó chính là Đại Hán cùng nữ tử che mặt kia, thực lực của Đại Hán cũng là vô cùng mạnh mẽ, lại hoàn toàn bỏ qua phòng ngự mà đánh, thực lực thân thể khủng khiếp cũng không kém mình là bao nhiêu. Nếu như hai người này đồng loạt ra tay, Dương Diệp suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy vẫn là trốn cho chắc ăn. Nữ tử che mặt kia cũng là vô cùng mạnh mẽ, cũng là sử dụng trường thương, thương pháp vô cùng sắc bén, nhiều lần đâm vào trên thân đại hán kia liền đau đến nhếch miệng, cho nên cuối cùng đại hán cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ thương của nữ tử. Dương Diệp lại lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng lắc đầu, hoặc gật đầu, hai người của Thượng Tiêu Tông này cùng với người của đế quốc đỉnh hán lại càng đánh càng hưng phấn. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cứ ở bên cạnh nhìn như vậy, bốn. Thanh kiếm bên trong vỏ kiếm đã bước vào tư thế chuẩn bị, hắn lại cẩn thận quan sát, đang chờ đợi một cơ hội. Mục tiêu của hắn là nam tử cầm thương cùng cô gái che mặt kia, chỉ cần hai người đó ai bị thương, hoặc lộ ra sơ hở lớn hắn sẽ hoàn toàn không do dự ra tay giết chết đối phương, sau đó xoay người chuôn mất. Khoảng chừng qua nửa khắc, mí mắt của Dương Diệp đột nhiên nhảy lên, tiếp theo 4 thanh kiếm ánh sáng dưới kiếm ý tầng 9 gia tăng, lặng lẽ không một tiếng động lao ra khỏi vỏ kiếm màu xanh lam. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắn vào đám người trong đám người. Mục tiêu của 4 thanh kiếm là nam tử cầm thương của Thượng Tiêu Tông, bởi vì dưới sự bao vây tấn công của nữ tử mang mặt nạ và hai tôn giả khác,
nam tử cầm thương hơi có lòng mà không có sức, lộ ra sơ hở lớn. Nhìn thấy cơ hội này đương nhiên Dương Diệp sẽ không do dự, lập tức phát động công kích. Một thương của Liễu Nguyên Sướng cản lại công kích của nữ tử mang mặt nạ, đang chuẩn bị phản kích đột nhiên một nguy cơ từ trong lòng hắn bạo phát ra, thường xuyên đối mặt với những cuộc chiến sinh tử khiến cho hắn phản ứng theo bản năng. Liễu Nguyên Sướng lập tức từ bỏ tấn công nữ tử mang mặt nạ, trường thương bỗng đâm mạnh về phía bên phải. Keng! Một thanh kiếm xoay tròn cực nhanh xuất hiện trước mặt thanh ngân thương, va chạm kịch liệt vào thanh ngân thương. Tay phải của Liễu Nguyên Sướng tê dại kịch liệt, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, bởi vì ngân thương của hắn vậy mà lại bị nứt ra. Phải biết rằng thương này của hắn là thượng phẩm thiên cấp, ngay cả một số yêu thú cường hãn của yêu vực cũng không cách nào phá hoại được thanh trường thương này của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới trong thế giới nhân loại trường thương của hắn vậy mà lại bị một kẻ huyền giả cảnh giới linh giả phá hoại. Nguy cơ đó không hề tản đi, ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Liễu Nguyên Sướng gần như không hề do dự, nắm chặt trường thương nhắm vào hư không trước mặt đâm mạnh tới, một tiếng keng vang lên, không khí bị xé rách, xuất hiện một rãnh không khí lại không hề đánh trúng bất cứ thứ gì. Liễu Nguyên Sướng hơi sửng sốt, tiếp theo đó vẻ mặt Liễu Nguyên Sướng thay đổi mạnh mẽ. Dương Diệp, ngươi dám! Liễu Nguyên Sướng giận dữ hét lên một tiếng, đột ngột xoay người nhìn Thính Đế bên cạnh, ánh mắt muốn rách ra. Lúc này trong hai tay của đế đang nắm một thanh kiếm hiện lên kiếm ý sắc bén, tay của đế nhuộm đỏ máu tươi. Ngoài ra, phần bụng của đế cùng với giữa mi tâm còn đang cắm một thanh kiếm, hai thanh kiếm không hề đâm vào trong cơ thể của đế chỉ là đấm vào da của đế, chỉ là từ trên vẻ mặt tái mét và ánh mắt kinh hãi của đế có thể thấy được, lúc nãy hắn đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Chính vào lúc Liễu Sướng Nguyên muốn ra tay giải cứu, Dương Diệp lại dẫn đầu trước một bước đến trước mặt đế. Trong ánh mắt kinh hãi của Liễu Sướng Nguyên, Dương Diệp cười lạnh, sau đó một kiếm đâm vào cổ họng của đế, kiếm hơi dừng lại nhưng lập tức trường kiếm bạo phát ra kiếm quang chói lòa, keng một tiếng trường kiếm xuyên qua cổ họng đế. Một kiếm giết chết đế, Dương Diệp cười hi hi, tâm niệm thoáng động bốn thanh kiếm ẩn vào trong vỏ kiếm của hắn, tiếp theo đó tay phải Dương Diệp vung lên, thi thể của đế bị thu vào trong không gian vỏ kiếm cổ. Tiếp theo đó Dương Diệp hoàn toàn không do dự cửu u kiếm vũ sau lưng hắn bỗng quạt mạnh. Cuồng phong lạnh lẽo đột nhiên lóe lên còn Dương Diệp đã biến mất. Từ lúc Dương Diệp phát động đánh lén đến lúc đế chết lại đến khi Dương Diệp rời khỏi tổng cộng hắn tốn không tới thời gian hai hơi thở. Còn về sau khi Dương Diệp rời khỏi, ở nơi đó vẫn còn rất nhiều huyền giả cảnh giới linh giả cũng vẫn chưa hồi phục tinh thần. Mà những huyền giả đã lấy lại tinh thần lại là kinh hãi nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi. Không ai hiểu rõ thân thể cường hãn của đại hán kia bằng bọn họ. Nhưng Dương Diệp kia lại chỉ cần một động tác nhẹ nhàng đã phá bỏ phòng ngự của hắn. Một tâm trạng sợ hãi lặng lẽ nổi lên trong lòng nhiều người. A, Dương Diệp ngươi tự tìm đường chết. Liễu Sướng Nguyên giống lên một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất. Dương Diệp giết chết đế trước mặt hắn đối với hắn mà nói đây là sự sỉ nhục đến bậc nào. Một huyền thú tôn cấp cộng thêm hắn lại có thể bị Dương Diệp giết ngược lại, chuyện này nếu truyền ra ngoài danh tiếng một đời của Liễu Sướng Nguyên hắn bị hủy rồi. Còn nữa, đế kia chính là tòa kỵ của một vị thái thượng trưởng lão Thượng Tiêu Tông đó. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, sau khi hắn trở về Thượng Tiêu Tông sẽ đối diện sự phẫn nộ như thế nào của vị thái thượng trưởng lão kia. Đặc sứ, bây giờ chúng ta còn đuổi theo không? Hạ Anh Hầu cung kính nói, chiến đấu trước đó khiến hắn biết được tuy hắn cùng với nữ nhân này đều là cảnh giới tôn giả, hơn nữa còn cao hơn đối phương một phẩm, nhưng mà thực lực của người ta tuyệt đối vượt qua hắn. Nữ tử mang mặt nạ im lặng hồi lâu, sau đó nói. Tất cả các ngươi đều trở về hết đi. Tại sao? Hạ Anh Hầu không hiểu hỏi. Trừ phi tất cả các ngươi đều là cảnh giới tôn giả, nếu không số lượng người trước mắt hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, tiếp tục đuổi theo chỉ là tìm đường chết mà thôi. Nữ tử mang mặt nạ nói xong người đã biến mất, từ chiến đấu trước đó có nhìn thấy được, nàng biết thực lực của kiếm hoàng đến từ nam vực này cao hơn với tưởng tượng của nàng. Muốn lấy số đông đế chiến thắng hắn căn bản là không thể nào, trừ phi người bên mình đều là cảnh giới tôn giả. Nếu không, không ai có thể chống đỡ được vỏ kiếm thần bí của hắn. Bị xem thường rồi. Đám người có mặt ở đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại hoàn toàn không có vẻ giận dữ, ngược lại càng nhiều hơn là sự vui mừng, bởi vì bọn họ không cần đi truy sát Dương ma đầu kia nữa rồi. Đi truy sát loại ma đầu cường hãn như vậy. Cho dù bên cạnh có vài cường giả cảnh giới tôn giả bọn họ cũng thực sự hoàn toàn không có lòng tin và cảm giác an toàn.
Bọn họ rất rõ ràng nếu như nữ tử mang mặt nạ này khăng khăng dẫn bọn họ đi truy sát, tác dụng duy nhất của bọn họ chính là đi làm tấm bia đỡ đạn, chẳng qua cũng may bây giờ bọn họ không cần làm bia đỡ đạn nữa rồi. Sau khi ra lệnh cho tất cả mọi người trở về Thiên Vũ Thành, Hạ Anh Hầu vẫn đứng tại chỗ nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi trước đó, trong mắt mang theo vẻ nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy Dương Diệp kia giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Chỉ là rốt cuộc gặp ở đâu chứ? Dương Diệp không lựa chọn chạy theo hướng của đám người Lục Hà, mà là lựa chọn chạy theo một đường khác. Trước đó, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là yêu thú đế kia, bởi vì chỉ có giết con yêu thú này rồi hắn mới có thể biến chủ động thành bị động. Nếu không có con yêu thú này ở đây, hành tông của hắn sẽ một lần nữa bị đối phương nắm chắc trong tay, mãi mãi chỉ có thể bị động phòng ngự. Vì vậy hắn nhất định phải giết chết con yêu thú này. Hơn nữa thực lực của con yêu thú này còn không tệ, lại nắm giữ được thiên phú thần thông, lấy về làm kiếm nô đúng là thích hợp không còn gì bằng. Dương Diệp, chết đi cho ta. Chính vào lúc này, sau lưng Dương Diệp đột nhiên truyền đến giọng quát giận dữ của Liễu Nguyên Sướng. Dương Diệp dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy giận dữ của Liễu Nguyên Sướng, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, hàn quang kiếm trong tay hơi run, tiếp theo đó thuận không kiếm xuất hiện trong tay. Dương Diệp ngươi lại đánh lén, uổng cho ngươi là kiếm hoàng, ngươi đúng là vô cùng đê tiện, vô sỉ. Trường thương trong tay Liễu Nguyên Sướng đã thay bằng một thanh khác, là một thanh trường thương đen bóng, lúc này trường thương ở trong tay hắn không ngừng run rẩy đủ để thấy rõ Liễu Nguyên Sướng giận dữ đến bậc nào. Đê tiện vô sỉ. Dương Diệp phì cười nói. Các ngươi là đến làm gì? Là đến giết ta đấy. Mà các ngươi là cảnh giới gì? Ta lại là cảnh giới gì? Lấy thực lực của cảnh giới tôn giả đến giết huyền giả cảnh giới linh giả, ngươi còn không biết ngượng mà nói ta đê tiện vô sỉ. Nếu ngươi thật sự là một anh hùng hảo hán, ngươi dám đợi ta trở thành cảnh giới tôn giả mới đến tìm ta không? Ta biết chắc chắn ngươi sẽ không dám. Liễu Nguyên Sướng còn muốn nói gì, Dương Diệp đã khoát tay nói. Đừng nói lời thừa thải, ta biết đức hạnh của đám tông môn các ngươi, giết kẻ nhỏ thì kẻ lớn tìm đến, giết kẻ lớn thì lại đến nhiều hơn. Chẳng qua cũng không sao, đến bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu. Ta muốn nhìn xem cái gọi là thiên tài của đám tông môn các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu người, có đủ để cho Dương Diệp ta giết hay không. Hắn vừa nói dứt lời, một bóng đen từ dưới chân Liễu Nguyên Sướng xông ra, trong chớp mắt bóng đen đã tới trước mặt Liễu Nguyên Sướng, một thanh đoản đao đâm thẳng vào cô Liễu Nguyên Sướng. Vẻ mặt của Liễu Nguyên Sướng thay đổi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại còn có trợ thủ. Thân thể vừa chuẩn bị né qua một bên, tránh thanh đoản đao này. Mà lúc này hai giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn lồng giam không gian. Phát giác không khí xung quanh bị ngưng động lại, sắc mặt của Liễu Nguyên Sướng thay đổi mạnh mẽ, huyền khí trong cơ thể mạnh mẽ rót vào trong trường thương bỗng vung lên, quét lên thành lũy không gian, mà tay trái của hắn lại nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về đoản đao trước mặt. Thành lũy không gian bị đánh vỡ, nắm đấm chặn lại được đoản đao. Mà chính vào lúc Liễu Nguyên Sướng thở phào nhẹ nhõm, một sợi dây thừng màu vàng kim lặng lẽ không tiếng động quấn quanh trước mặt hắn, Liễu Nguyên Sướng kinh hãi, làm sao hắn dám cho sợi dây thừng này quấn chặt mình, sợi dây này vừa nhìn đã biết là một món đạo khí. Hắn đang chuẩn bị bạo phát tiểu vũ trụ của mình, lúc này một niệm ý vô cùng sắc bén giống như ngọn núi đè lên người hắn. Kiếm ý tầng 9. Khí tức của Liễu Nguyên Sướng trở nên nặng nề, mà chính cái chớp mắt này sợi dây thừng màu vàng kim kia liền quấn quanh trên người hắn. Phát giác huyền khí trong cơ thể lặng ngắt như tờ, vẻ mặt của Liễu Nguyên Sướng xám như tro tàn, còn chưa kịp nghĩ tới làm thế nào thoát thân, một mũi kiếm nhọn đã trống vào chỗ mi tâm của hắn. Dương Diệp nhìn Liễu Nguyên Sướng trước mặt, châm chọc nói. Không nghĩ tới người yếu như vậy, chỉ là một lần đối mặt ngươi đã bại rồi. Lẽ nào Thượng Thiên Tông của ngươi hết người rồi sao? Như vậy mà cũng phái ngươi đến. Dương Diệp, người đây là đánh lén cộng thêm lấy nhiều ức hiếp ít, hơn nữa còn dùng đạo khí, ta không phục. Liễu Nguyên Sướng giận dữ nhìn Dương Diệp. Ta không cần ngươi phục. Dương Diệp nói. Sở dĩ bây giờ ta không giết ngươi chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi có thể lựa chọn không trả lời hoặc là không trả lời. Sau khi ngươi chết, ngươi đoán xem Thượng Tiêu Tông của ngươi sẽ phái ai đến giết ta? Một người hay là rất nhiều người? Ngươi sợ rồi sao? Liễu Nguyên Sướng cười lạnh nói. Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Tuy trên mặt tỏ ra cứng rắn,
nhưng trong lòng hắn tại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tiểu tử trước mắt này yêu cầu thì tốt rồi, bởi vì như vậy hắn có thể thương lượng. Dương Diệp gật đầu nói, nếu đã như vậy thì người chết đi. Dương Diệp vừa nói dứt lời, mũi kiếm đã trực tiếp đâm vào mi tâm của Liễu Nguyên Sướng, hai mắt Liễu Nguyên Sướng trợn tròn, trong mắt tàn đầy vẻ không thể tin nổi. Cho đến chết hắn cũng không tin mình lại chết như vậy. Thực lực của hắn vẫn chưa phát huy, thương kỹ của hắn, bài tẩy của hắn vẫn chưa phát huy được cái nào, hơn nữa mình chỉ là muốn thương lượng không phải thật sự không muốn nói cho hắn biết mà. Chết không nhắm mắt. Tuy Dương Diệp hơi muốn biết Thượng Tiêu Tông còn có thiên tài gì, nhưng là chỉ hơi muốn mà thôi. Dù sao thì cũng không phải là rất quan trọng, bởi vì cho dù đối phương phái ai tới, chỉ cần không phải là cảnh giới hoàng giả, hoặc là xuất động toàn bộ Thượng Tiêu Tông vậy thì hắn cũng chẳng sợ hãi gì. Bởi vì bây giờ hắn đã có mấy cường giả kiếm nô cảnh giới tôn giả. Thật ra thì Dương Diệp cũng muốn chiến đấu công bằng với đối phương, hắn cũng muốn lợi dụng đối phương để nâng cao thực lực của mình, nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc, hắn không có thời gian đó. Hơn nữa nếu làm không tốt còn sẽ khiến cho đối phương chạy thoát, kiếm nô cực phẩm như vậy nếu trốn thoát rồi không phải là đáng tiếc lắm sao? Phải biết rằng, nếu đối phương trực tiếp chạy thoát, hắn là không có tự tin có thể chặn đối phương lại được. Còn có một điều Dương Diệp phát hiện ba kiếm nô cộng với dây chói tiên thật sự là quá sắc bén. Hầu như không có cường giả cảnh giới tôn giả có thể thoát khỏi sự phối hợp như vậy, đặc biệt là trong tình huống bây giờ khi mà kiếm ý của hắn đã nâng lên tầng 9. Dương Diệp lắc đầu, giao thi thể của Liễu Sướng Nguyên cho kiếm linh, sau đó kiếm một nơi yên tĩnh chờ đợi kiếm nô ra lò. Thượng Tiêu Tông, Liễu Sướng Nguyên đã chết rồi. Trong đại điện của Thượng Tiêu Tông, Tông chủ Thượng Tiêu Tông Huyền Tiêu Tử nói ra câu này, toàn bộ đại điện lập tức im lặng, các trưởng lão và đệ tử lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn Huyền Tiêu Tử. Nếu người nói ra câu này không phải là Huyền Tiêu Tử thì chắc chắn đã có người lên tiếng chất vấn hoặc tỏ ra nghi ngờ rồi. Sau một lúc im lặng, một trưởng lão trầm giọng nói. Tông chủ, Liễu Sướng Nguyên thật sự đã chết ở trong tay của tên Dương Diệp đó rồi xoa. Huyền Tiêu Tử gật đầu. Làm sao có thể chứ? Vị trưởng lão này không thể tin nói. Tông chủ, ta không phải là nghi ngờ lời nói của người, nhưng mà với thực lực của Liễu Sướng Nguyên, làm sao lại chết trong tay một tên huyền giả cảnh giới linh giả nho nhỏ như hắn được chứ? Hơn nữa bên người Liễu Sướng Nguyên còn có một huyền thú tôn cấp, chẳng lẽ có người nào đó ở đằng sau đã lén giúp đỡ Dương Diệp sao? Huyền Tiêu Tử nói, Liễu Sướng Nguyên chết thế nào không ai biết, nhưng có rất nhiều người nhìn thấy cái chết vật cưỡi của Huyền Công trưởng lão. Mọi người ở đây cũng biết phòng ngự thân thể vật cưỡi của Huyền Công trưởng lão mạnh tới mức nào rồi. Cho dù các ngươi không tin, nhưng sự thật là tên Dương Diệp kia đã một kiếm phá tan phòng ngự của nó, trong chưa đến một hơi thở lại bị hắn giết chết. Mọi người ở đó đều biến sắc. Các vị có thể không biết, hắn đã tu luyện kiếm ý đến tầng thứ 9 rồi. Huyền Tiêu Tử lại nói thêm một câu. Mọi người thầm hít một hơi thật sâu, giờ đây trong mắt mọi người không còn là khiếp sợ nữa. Mà nó đã trở thành rung động rồi. Thượng Tiêu Tử khẽ thở dài một tiếng nói. Dù cho chúng ta có muốn chấp nhận sự thật này hay không thì trong Thượng Tiêu Tông lúc này, không, phải nói là trong toàn bộ trung vực lúc này, trong những huyền giả cùng cấp với hắn đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi. Một khi hắn đạt đến cảnh giới tôn giả thì chỉ sợ dù là cảnh giới hoàng giả có ra mặt, hắn vẫn sẽ vô địch. Hôm nay, ta cho triệu tập mọi người đến đây. Là muốn xem xét thái độ của mọi người đối với hắn sau này thế nào. Chúng ta không thể giữ người này lại được nữa, cần phải tiêu diệt hắn ngay. Nếu không tương lai hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của Thượng Tiêu Tông. Một gã trưởng lão trầm giọng nói. Một gã trung niên bên cạnh trưởng lão này gật đầu đồng ý nói. Nguyên trưởng lão nói rất đúng, một kẻ mới chỉ ở cảnh giới linh giả mà đã yêu nghiệt đến mức đó rồi, nếu để hắn tu luyện lên cảnh giới tôn giả thì sẽ thế nào đây? Mà hắn đã kết oán với Thượng Tiêu Tông, nếu không nhân cơ hội tiêu diệt hắn thì tương lai hắn sẽ chỉ trở thành một kẻ địch lớn của Thượng Tiêu Tông mà thôi. Nghe vậy, có vài trưởng lão cũng phụ họa theo. Còn theo ta thấy, chúng ta nên quên chuyện này đi. Một gã thanh niên lên tiếng, người thanh niên này tên là Huyền Không, là đệ tử chân truyền của Thượng Tiêu Tông. Dĩ nhiên, hắn cũng có một thân phận rất quan trọng, hắn chính là cháu trai của đương kim tông chủ Thượng Tiêu Tông. Rất nhiều người nghe xong lời của Huyền Không lại nhíu mày cảm thấy không vui, nhưng nể mặt Huyền Không nên không có ai lên tiếng khiển trách cả.
Huyền Tiêu Tử chỉ mỉm cười hỏi. Lý do là gì? Huyền không nói không hề do dự. Nói thật ra, chúng ta đã bị Đỉnh Hán Đế Quốc, nói đúng hơn là bị La Tuấn lợi dụng. Nói tiếp đi. Ánh mắt Huyền Tiêu Tử lộ vẻ tán dương. Huyền không nói. Các vị trưởng lão thử suy nghĩ kỹ lại mà xem, với thực lực của Đỉnh Hán Đế Quốc, dù không phải cường giả cảnh giới hoàng giả ra đi nữa, việc muốn giết Dương Diệp chẳng lẽ tại khó khăn với bọn họ như vậy sao? Thực lực của Dương Diệp tuy mạnh, hắn có thể giết một tên, hai tên, thậm chí là 10 tên cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng hắn có thể giết được 100 hay 200 cường giả cảnh giới tôn giả cùng một lúc được sao? Đáp án là không, nhưng La Tuấn đã không làm như thế. Hắn chỉ phát lệnh truy nã và đưa ra thì tao mê người. Không những thế hắn còn đưa ra thù lao cực kỳ hấp dẫn đối với các thế gia và tông môn chúng ta. Các vị hãy nghĩ lại đi, chuyện này có bình thường hay không? Mọi người đều im lặng suy nghĩ. Huyền không tiếp tục nói. Hắn làm như thế là vì muốn lợi dụng Dương Diệp để làm tiêu hao đi thực lực của các thế gia và tông môn chúng ta. Không thể không nói, hắn đã thành công. Ít nhất thì Thượng Tiêu Tông của chúng ta đã tổn thất hai thiên tài rồi, bằng cách nào đó chúng ta đã trở thành kẻ địch của Dương Diệp. Huyền không nói đến đây thì ngừng một lát, sau đó nói tiếp. Thật ra, mọi người hẳn đã biết mục đích của Dương Diệp lần này là La Tuấn chứ không phải Thượng Tiêu Tông, nếu đã thế thì chúng ta cần gì phải trở thành cây đao trong tay La Tuấn làm gì chứ? Huyền không nói xong thì lùi sang một bên. Sau khi nghe xong lời của Huyền không, rất nhiều trưởng lão lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nhưng nếu có thể giết được Dương Diệp, chúng ta có thể nhận được thứ La Tuấn đã hứa hẹn, tương lai còn có thể đánh chiếm được Nam Vực, chúng ta vẫn nên ưu tiên chuyện này hơn, chuyện này quan trọng với chúng ta hơn nhiều. Có một trưởng lão lên tiếng nói. Huyền Tiêu Tử lắc đầu nói. Chuyện đó đúng là quan trọng, nhưng chính vì quan trọng nên các tông môn như chúng ta mới có thể bị mắc mưu. Chỉ là phần lớn mọi người trong chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện này, dù sao thì hứa hẹn cũng chỉ là hứa hẹn, tương lai sẽ có vô số chuyện không may, đến lúc đó hứa hẹn có thể thực hiện được không đây? Tóm lại, sau này, đệ tử của Thượng Tiêu Tông không được một mình đi tìm Dương Diệp, triệu tập toàn bộ đệ tử đang ở bên ngoài tìm kiếm Dương Diệp, nếu ai dám trái lệnh, lập tức đuổi ra khỏi tông môn. Đúng lúc đó, một lão già vội vàng chạy vào đại điện nói. Tông chủ! Không thấy Huyền công trưởng lão đâu hết. Huyền Tiêu Tử nghe xong liền biến sắc, hắn nổi giận nói. Ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn ta chỉ xem lời nói của yêu hoàng là trò đùa thôi sao? Huyền Tiêu Tử nói xong lập tức biến mất khỏi đại sảnh. Lúc kiếm linh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp đã có thêm hai kiếm nô. Từ giờ trở đi, hắn đã có tổng cộng 7 kiếm nô cảnh giới tôn giả. Ngoại trừ một kiếm nô được hắn phái đi bảo vệ Lục Uyển Nhi ra. Bây giờ trên người hắn đang có 6 kiếm nô cảnh giới tôn giả. Hơn nữa, Dương Diệp cũng vui mừng phát hiện ra một chuyện, Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân trong vòng xoáy nhỏ của hắn, đã đạt đến cảnh giới linh giả bát phẩm và cảnh giới linh giả cửu phẩm. Điều này làm cho Dương Diệp cảm thấy có chút xấu hổ, vì hắn liều chết tu luyện cũng không thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh như thế. Cảnh giới cao nhất của kiếm nô là tôn giả cùng lắm chỉ đến tứ phẩm, đó là còn bị kiếm linh áp chế lại. Vì nếu cao hơn thì Dương Diệp hắn không thể khống chế được. Tuy cao nhất chỉ đạt được cảnh giới tôn giả tứ phẩm, nhưng Dương Diệp tin rằng, cho dù kiếm nô cảnh giới tôn giả này của hắn đấu với cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm cũng nhất định không thua được. Nếu là cường giả cảnh giới tôn giả bình thường, Dương Diệp hắn cũng sẽ không lùi bước, hiện tại trên người hắn đã có mấy kiếm nô này, hoàn toàn không yếu chút nào. Nhưng không biết mấy kiếm nô này có thể lên được cảnh giới hoàng giả hay không? Nếu lên được cảnh giới hoàng giả thì ở đại lục này, hắn chẳng phải đã quá bá đạo rồi sao? Thật làm cho người ta phải chờ mong. Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó hắn sử dụng ngân ưng đi tìm hiểu tình hình một chút, chẳng bao lâu hắn đã tìm được chỗ của đám người Lục Hà. Nhưng tình hình ở đây hình như có gì đó không ổn, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị khởi hành thì một khí tức cực kỳ khủng bố từ phía chân trời ập đến. Tất cả mọi thứ, ngay cả không khí cũng bị đè ép xuống. Thậm chí trong không gian còn xuất hiện vết nứt. Là cường giả cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp chỉ cảm nhận khí tức thôi cũng biết người đến chính là cường giả cảnh giới hoàng giả, bởi vì cường giả cảnh giới tôn giả không thể có uy thế lớn như vậy được. Không biết là thế lực phương nào phải phái cả cường giả cảnh giới hoàng giả đến đây nhỉ? Dương Diệp cười lạnh, kiếm ý tầng 9 lập tức trào ra khỏi cơ thể, chống lại áp lực khủng khiếp này, tuy vẫn chặn lại được nhưng lại rất tốn sức.
Rất nhanh sau đó, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già này mặc một trường bào màu lam, tóc đã bạc nhưng hai mắt vẫn hiện lên vẻ tinh anh sắc bén. Dĩ nhiên, điều quan trọng là lão già này đang nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt của lão lộ ra sát ý không hề muốn che giấu. Đề, vật cưỡi của ta là do ngươi giết sao? Lão già lên tiếng hỏi, đề có thể nói là vật cưỡi của hắn, nhưng cũng có thể xem như là bằng hữu của hắn. Từ lúc hắn vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới hoàng giả, hắn và đề đã quen biết với nhau, tuy đề là một con yêu thú nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bọn họ trở thành bằng hữu của nhau. Hơn nữa đã từ rất lâu rồi, nếu như không có đề thì hắn cũng đã chết rồi. Lần này hắn để vật cưỡi của mình phối hợp với Liễu Sướng Nguyên, là vì hắn tưởng mình đã tính toán rất kỹ rồi. Dù sao, hắn biết rất rõ thực lực của Liễu Sướng Nguyên, cho dù Liễu Sướng Nguyên có chút tự cao tự đại, nhưng để đối phó với một tên cảnh giới linh giả thì không thành vấn đề. Hơn nữa, có sự trợ giúp của đề, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng. Nhưng hắn thật sự không ngờ, cả Liễu Sướng Nguyên và đề đều chết hết. Liễu Sướng Nguyên chết thì chết, hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng chẳng phải là đệ tử của hắn. Nhưng đề cũng chết, ngay cả thi thể cũng không thể giữ lại, vừa nghĩ đến việc bằng hữu của mình bị Dương Diệp mổ bụng lấy đan, hắn đã tức giận đến mức muốn hủy diệt luôn cả thế này. Dương Diệp khẽ gật đầu, thành thật nói. Đúng là ta giết. Cho dù lúc này trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tại có chút lo lắng không yên. Đã có cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay với hắn, như vậy tại sao yêu hoàng vẫn không xuất hiện? Nếu hắn không xuất hiện, mình có lẽ sẽ phải chết ở đây. Vậy ngươi hãy chết ở đây đi. Lão nhân nghe được Dương Diệp nói vậy thì giơ tay phải chộp về phía Dương Diệp, một móng vuốt lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Dương Diệp không hề chống đỡ, vì có muốn chống đỡ cũng không chống đỡ nổi. Cường giả cảnh giới hoàng giả không phải là tồn tại hắn có thể chống lại được. Ngay khi móng vuốt đã ở ngay trên đầu của Dương Diệp, không gian xung quanh đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp cảm nhận được sự khác biệt trong không gian thì lập tức thở dài nhẹ nhõm. May mắn là yêu hoàng đã ra tay tương trợ vào thời khắc mấu chốt này. Cũng may mắn khi người đến là yêu hoàng, nếu là một cường giả cảnh giới hoàng giả khác, chỉ sợ ở yêu vực sẽ không có khả năng ra tay bảo vệ mình xa như vậy. Điều làm Dương Diệp tò mò chính là làm sao mà yêu hoàng biết hắn đang gặp nguy hiểm. Sắc mặt lão già thay đổi. Hắn biết đây là do vị yêu hoàng kia ra tay. Sau đó sắc mặt lão già có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới một yêu hoàng của yêu vực như vị kia lại có thể thường xuyên chú ý đến tên nhân loại chỉ ở cảnh giới linh giả nho nhỏ này. Tuy yêu hoàng không xuất hiện ở nơi này, nhưng đối phương vẫn có thể thi triển ra thần thông không gian cách cả một giới vực như vậy, khiến lão ta biết mình không phải là đối thủ của yêu hoàng. Nếu giờ hắn xoay người bỏ đi, trở lại Thượng Tiêu Tông thì yêu hoàng không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu hắn cứ rời đi như vậy, bản thân hắn lại cảm thấy có chút không cam lòng. Sau một chút do dự, trên khuôn mặt lão già trở nên hung ác, tay phải một lần nữa chỉ về phía Dương Diệp, ở những nơi bàn tay kia lướt qua, không gian thoáng chốc đã sụp đổ. Không gian xung quanh chỗ Dương Diệp đứng xuất hiện vô số khe nứt. Dương Diệp nhíu mày, lão già kia hình như không có ý định từ bỏ việc giết chết hắn. Một trường đó của lão không thể làm vỡ được hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp. Điều này khiến khuôn mặt lão già biến sắc, trong mắt càng thêm hung tàn, hai tay nắm chặt về phía chỗ Dương. Diệp đang đứng, một lực lượng thần bí mạnh mẽ phun ra. Khi lực lượng cường đại này đánh tới phía trên hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp thì ầm một tiếng, không gian xung quanh Dương Diệp bị phá tan. Lão già kia lập tức đắc ý, bóng dáng của Dương Diệp dần dần biến mất trong lốc xoáy đen. Ngay khi lão già chuẩn bị rời đi, đột nhiên, vòng xoáy màu đen đang dần dần nuốt chửng Dương Diệp đã dừng lại. Tiếp theo, trong ánh mắt khiếp sợ của lão nhân, một gã nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng từ trong vòng xoáy này chậm rãi bước ra. Trên tay của nam tử này là Dương Diệp với sắc mặt có phần tái nhợt. Yêu hoàng. Đồng tử của lão già co rút lại, sau đó lão già lập tức xoay người định bỏ trốn. Lão già không có ngu ngốc mà đi xé rách không gian, ở trước mặt yêu hoàng hắn dùng chiêu xé rách không gian rời đi, chỉ càng khiến cho hắn chết nhanh hơn mà thôi. Ngươi còn muốn trốn nữa sao? Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng tay phải chợt nắm chặt lấy lão già đã ở cách xa gần nghìn trượng. Cơ thể của lão già nhanh chóng dừng lại, không gian xung quanh lão già trở nên vặn vẹo. Lão già kinh hãi gần chết, uy lực thần bí trong không gian kia thật quá mạnh, khiến hắn không thể nào chống cự lại được. Giờ khắc này đây,
hắn mới biết thực lực của vị yêu hoàng có danh tiếng chấn động đại lục này khủng bố đến mức nào. Yêu hoàng, mong ngài hãy dừng tay. Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của Huyền Tiêu Tử vang lên trong không trung, vừa nghe thì có vẻ như người vẫn đang ở khoảng cách xa ngàn dặm. Dừng tay sao? Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải nắm chặt lại, ầm một tiếng, không gian trói buộc lão già kia nhanh chóng vỡ ra, lão già vẫn chưa chết, nhưng cũng không khá hơn là bao. Yêu hoàng kéo mạnh tay phải, một cái khe nứt đã xuất hiện trong không gian phía sau lão già, yêu hoàng đẩy mạnh một cái, lão già kia hét lên một tiếng chói tai và trực tiếp bị đẩy vào bên trong cái khe nứt không gian kia. Tay phải của yêu hoàng khẽ rạch một cái khe nhanh chóng khép lại, khe nứt không gian, vòng xoáy màu đen và cả lão già đều không còn. Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng chấn động. Thực lực là cái gì? Đây chính là thực lực. Lúc này, Huyền Tiêu Tử đã xuất hiện cách yêu hoàng không xa. Huyền Tiêu Tử nhìn qua xung quanh xong, hai mắt chợt đỏ ngầu. Hắn biết Huyền công trưởng lão đã đánh nát cả thần hồn rồi. Đây là một cường giả cảnh giới hoàng giả, không phải là cảnh giới tôn giả, mà là cường giả cảnh giới hoàng giả. Dù là với Thượng Tiêu Tông đi nữa, đây cũng là một tổn thất rất lớn rồi. Huyền Tiêu Tử nhìn yêu hoàng, bình tĩnh nói. Yêu hoàng, hình như ngươi đã quá đáng rồi đấy. Dù sao đây vẫn là thế giới nhân loại. Yêu hoàng nói. Ta biết đây là thế giới nhân loại, nhưng Huyền Tiêu Tử à, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Dương Diệp là người của yêu tộc ta, giao hẹn của ba tộc cũng sẽ có hiệu nghiệm đối với hắn. Nhưng Thượng Tiêu Tông các người lại phái một cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay với hắn, nếu các người đã phá hủy giao hẹn của ba tộc trước, vậy ta ra tay có gì là sai? Được rồi, đừng phí lời nữa, nếu Huyền Tiêu Tử ngươi muốn báo thù thay cho các trưởng lão của tông môn ngươi thì cứ việc ra tay đi, ta thật ra muốn xem thử, đã qua mấy trăm năm, ngươi có thể chịu nổi một đòn của ta hay không? Huyền Tiêu Tử biến sắc, trong mắt hắn chỉ toàn lửa giận, nhưng vẫn không dám ra tay. Ở đại lục này, chỉ có mấy người mới là đối thủ của vị yêu hoàng trước mắt này, mà trong mấy người đó không có hắn. Hắn hiểu rất rõ, nếu hắn dám ra tay, vị yêu hoàng này sẽ không ngần ngại mà giết hắn, vì đối phương đã có cớ để giết hắn rồi. Huyền Tiêu Tử nhìn yêu hoàng, cuối cùng nhìn thoáng qua Dương Diệp rồi lập tức biến mất. Yêu hoàng quan sát Dương Diệp một chút, trong mắt tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó nói. Kiếm ý tầng 9, ngươi đã đạt được kiếm ý tầng 9 rồi sao? Trong lòng yêu hoàng thật sự rất kinh ngạc, lần trước khi hắn gặp Dương Diệp mới chỉ đạt được kiếm ý tầng 8, mà bây giờ hắn đã lên đến tầng 9 rồi, đúng là người có thiên phú về kiếm đạo, thật sự quá khủng bố. Chỉ là may mắn thôi. Dương Diệp khiêm tốn nói. Yêu hoàng lắc đầu nói. Ngươi còn yêu nghiệt hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều, nhưng hiện tại cảnh giới của ngươi quá thấp, với cảnh giới hiện tại của ngươi mà ở lại trung vực vẫn còn quá nguy hiểm. Yêu hoàng nói xong lại lấy ra một quả vừa sáng vừa trong, đưa đến trước mặt Dương Diệp nói. Quả này là linh nguyên quả, nó có tác dụng rất lớn với huyền giả cảnh giới linh giả, ngươi ăn vào đi. Cái này coi như là ta giúp người một lần. Quả này có thể giúp tăng cường cảnh giới sao? Dương Diệp hỏi. Yêu hoàng gật đầu nói. Ngươi không cần lo lắng về chuyện có di chứng gì đâu, căn bản của ngươi rất vững chắc, huyền khí ngưng động cũng rất tốt. Đừng nói là cảnh giới tăng lên mấy phẩm, cho dù là tăng lên cảnh giới tôn giả cũng có thể được. Nhưng cái đó không quan trọng, chỉ là khi ngươi đã lên được đến cảnh giới tôn giả, ngươi nhất thời sẽ không thể quen ngay được, cái này sẽ được một mất mười. Dương Diệp nghe xong thì không do dự gì nữa, trực tiếp cầm lấy trái cây kia nuốt xuống. Ngay lập tức, huyền khí trong cơ thể hắn nhanh chóng cuộn trào một cách điên cuồng, huyền khí cứ như bị kích thích, điên cuồng lao đến kinh mạch khắp toàn thân. Dương Diệp thấy thế vội ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu dẫn huyền khí. Yêu hoàng nhìn Dương Diệp trước mặt thì trong mắt lộ vẻ tán dương. Đây là một thế giới chỉ coi trọng thực lực, nếu Dương Diệp không có tiềm lực thì hắn đã có thể giết Dương Diệp mà không cần do dự. Bởi vì hắn không muốn nữ nhi của mình lại đi theo đuổi một tên nhân loại, mà còn là tên nhân loại này chẳng có chút thực lực nào. Nhưng cũng may, tuy Dương Diệp trước mắt này tạm thời chưa có thực lực, nhưng tại tài kẻ có tiềm lực. Yêu hoàng cũng vì nhìn thấy được tiềm lực của Dương Diệp nên hắn mới giữ Dương Diệp lại. Dĩ nhiên, hắn biết, dù hắn không ra mặt thì Dương Diệp cũng sẽ không có chuyện gì. Đối với vị lão nhân giữ mộ kia, đừng nói người khác, dù là hắn cũng phải kiêng dè. Tuy chưa giao đấu gần nào, nhưng hắn biết thực lực của đối phương cũng không kém gì hắn.
Dương Diệp là đệ tử của lão nhân kia, hắn không tin khi Dương Diệp thật sự gặp nạn, lão nhân đó sẽ trơ mắt nhìn mà không ra tay. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu người không có giá trị thì ai sẽ coi trọng người. Đừng nói là người ngoài, chỉ sợ cho dù là người thân của ngươi, ngươi cũng sẽ thấy chướng mắt. Sau một khoảng thời gian, linh khí dao động xung quanh Dương Diệp càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, Dương Diệp giống như trở thành tâm của một vòng xoáy, vô số kinh khí điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn. Sau khi kinh khí tiến vào trong cơ thể Dương Diệp vội vàng ép lại và luyện hóa, lúc đầu thì vẫn ổn, nhưng càng về sau, kinh khí bên ngoài càng nhiều, chúng tiến vào cơ thể hắn một cách mạnh mẽ, mà linh nguyễn quả trong cơ thể hắn lại không ngừng bạo phát ra linh khí, khiến hắn cảm thấy có phần quá sức. Nhưng may thay, vào thời điểm mấu chốt thì Yêu Hoàng ra tay. Yêu Hoàng đặt tay lên đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó một nguồn năng lượng chậm rãi tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, Yêu Hoàng chèn ép lại huyền khí trong cơ thể Dương Diệp, để huyền khí ngưng tụ lại, luyện hóa chúng trở nên thuần khiết hơn. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn là niềm vui không hề che giấu. Cảnh giới linh giả thất phẩm. Dương Diệp thật sự không dám nghĩ lần này mình lại có thể tăng lên được đến ba phẩm, đạt đến cảnh giới linh giả thất phẩm. Với lượng huyền khí ngưng động và tích trữ của hắn hiện nay có thể thấy, ít nhất hắn có thể một lần đánh ra 6 kiếm thuấn không kiếm mà huyền khí vẫn không bị kiệt quệ. Cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên khiến cho Dương Diệp chỉ muốn cười to. Căn bản của ngươi rất vững chắc, huyền khí trong cơ thể ngưng tụ lại gần như thành thực chất. Thật ra bây giờ ngươi có muốn tăng lên huyền giả cảnh giới cửu phẩm vẫn được. Nhưng làm như thế sẽ khiến huyền khí của ngươi trở nên suy giảm, tâm tính của ngươi sợ là sẽ bị thiếu sót, vậy nên ta chỉ có thể tăng thực lực của ngươi đến thất phẩm mà thôi, ở cảnh giới này, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Yêu Hoàng nói, cảm ơn tiền bối. Dương Diệp chân thành nói, nếu không nhờ có Yêu Hoàng giúp hắn áp chế lại huyền khí thì có thể hắn đã không thể một lần tăng được ban phẩm. Nếu căn bản không được vững chắc, có thể bây giờ hắn cũng không có vấn đề gì cả, đến cuối cùng, nó sẽ trở thành một đòn chí mạng. Yêu Hoàng khẽ cười nói. Lúc trước, ta đã che giấu đi cảnh giới thật của ngươi, về sau, trừ cường giả cảnh giới hoàng giả ra, sẽ không có một người nào có thể biết được cảnh giới của ngươi thế nào. Ta vẫn nói câu nói đó, nếu ngươi không thể sống được ở thế giới nhân loại nữa thì cứ đến yêu vực. Với thực lực của ngươi, cho dù là ở yêu vực vẫn sống thoải mái. Dương Diệp mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, tiền bối, tiểu tử kia thế nào rồi? Tử Nhi vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, nhưng cũng sắp xong rồi. Yêu Hoàng nói, ta sẽ không để nàng ta đến thế giới nhân loại, ngươi nên biết rằng, với thân phận của nàng, khi đã đến thế giới nhân loại sẽ có bao nhiêu kẻ có ý đồ với nàng. Hơn nữa bản thân ngươi đã là kẻ địch của không biết bao nhiêu người, để nàng đi cạnh ngươi. Ta thật sự không yên tâm. Dương Diệp cười khổ nói. Ta rất muốn gặp nàng. Rồi sẽ có cơ hội thôi. Yêu Hoàng cười nói. Ngươi phải mau chóng tăng cường thực lực của mình đi. Hơn nữa phải ngăn cản CTN La Tuấn đó nhận được di tích truyền thừa thánh giả và càn khôn đồ. Nếu hắn ta nhận được truyền thừa hay càn khôn đồ, đó sẽ là tai họa đối với Nam Vực. Thôi, ta không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi đây. Chỉ sợ lúc này đã có nhiều lão quái vật đang đứng ngồi không yên rồi. Ta để lại dược lực trên người ngươi, nếu người gặp phải cường giả cảnh giới hoàng giả, ta sẽ lập tức đến ngay. Yêu Hoàng nói xong, không gian xung quanh Yêu Hoàng trở nên vặn vẹo, sau đó Yêu Hoàng lập tức biến mất ngay trước mặt Dương Diệp. Cảnh giới tôn giả. Dương Diệp cười hì hì, lúc hắn đang chuẩn bị đi lại chợt nhíu mày nói. Sao nữ nhân này có thể tìm được ta chứ? Dương Diệp nói xong. Thân thể hắn chấp hiện vài cái rồi lập tức biến mất. Phía bên kia, một nữ tử che mặt đang vội vàng chạy tới đột nhiên đứng lại, sau đó nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa nói. Người đi ra đi, chúng ta nói chuyện một lát. Phía sau một cái cây lớn, Dương Diệp nhíu mày. Hắn biết, đối phương đã phát hiện ra hắn, hắn rất ngạc nhiên, không hiểu đối phương làm sao phát hiện được ra hắn. Trong lòng Dương Diệp đầy nghi ngờ, xuất hiện trước mặt nữ tử che mặt nói. Nói chuyện sao, giữa đỉnh Hán đế quốc và ta còn có gì để nói nữa? Nàng thật khiến ta tò mò. Không phải đỉnh Hán đế quốc, mà là Tam Hoàng tử. Nữ tử che mặt nói. Tam Hoàng tử à? Nữ tử che mặt gật đầu nói. Đương kim Hoàng thượng có vô số hoàng tử, Tam Hoàng tử là một trong số đó.
Dương Diệp nói. Ta nhớ không nhầm, hình như La Tuấn và Hoàng đế của Đỉnh Hán Đế Quốc là chủ của Đỉnh Hán Đế Quốc hiện nay, đúng không? Chính vì thế nên chúng ta mới cần nói chuyện. Nữ tử che mặt nói. Dương Diệp nói. Ta cũng hiểu được tâm tư của Tam Hoàng tử, chắc hẳn là y không phục La Tuấn, muốn tạo phản chứ gì. Sau đó các người muốn lợi dụng ta đúng không? Nữ tử che mặt nói. Sau khi La Tuấn đã nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng, cái gọi là tranh đấu giữa các hoàng tử sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi người đều sẽ chọn La Tuấn, nhưng đương kim thánh thượng không muốn chọn La Tuấn. Đỉnh Hán Đế Quốc lại có rất nhiều hoàng tử, điều này thật không công bằng. Một khi đã không công bằng thì sẽ có phản đối, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Dương Diệp, nếu ngươi hợp tác cùng Tam Hoàng tử thì cả hai bên đều giành thắng lợi. Vậy sao? Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói. Ta có chút hứng thú, nhưng ta rất tò mò, Tam Hoàng tử kia của người có thể cho ta cái gì, và ta cần phải trả cái gì. Nữ tử che mặt chậm rãi mở khăn che mặt ra, khăn vừa bỏ xuống, một gương mặt tuyệt thế lập tức xuất hiện nói. Nghe nói các hạ rất thích mỹ nhân, ta nghĩ ta cũng có vài phần xinh đẹp. Tam Hoàng tử nói, nếu các hạ đồng ý hợp tác thì ta chính là của ngươi. Rác rưởi. Dương Diệp buột miệng mắng một câu thô tục, là ai truyền ra cái danh háo sắc này vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.